chương 1151, lần này đi u minh, mở đường cho ngươi. Đả tự bởi, Diệp Linh Yên mộc hà xa chuyện phun đồng thời gặp trọng kích, Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, miệng mũi tai mắt đồng thời phun ra máu tươi. Bên kia, Phong Vũ Nhu cũng giật người lui sau, áp lực bên nàng so với bên Nguyệt Linh Tuyết càng lớn hơn. Lại là đàn bà con gái, mọi người tự hồ cũng có một loại suy nghĩ giống nhau, nữ nhân luôn dễ đối phó hơn nam nhân một chút. Cho nên vây công Phong Vũ Nhu, không ngờ càng nhiều hơn so với công kích Nguyệt Linh Tuyết trước mặt phong vũ nhu đã có bảy cổ thi thể một vị trong hai vị hộ pháp tóc tai bù xù gào thét vọt tới ta giết đàn bà thúi nhà ngươi một vị trong đó đã thành một đoàn thịt nhão ngay cả thi thể cũng không nguyên vẹn bị phong vũ nhu băm thành thịt vụn toàn bộ phong vũ nhu lui về phía sau nguyệt linh tuyết lui về phía sau hai vợ chồng đồng thời trọng thương bố lưu tình gào ầm ĩ giờ khắc này người sử dụng chiến pháp trích máu hắn đồng thời bị kiếm quang quét đến nát bấy nhưng hắn nếu lại muốn giống lúc trước tự mình dùng sức một người bảo vệ một đám, cũng đã không thể, bọn người dạ đế tinh thần đại trấn, toàn lực tiến công, không ngừng thúc giục cao thủ trí tôn dưới chứng chọn dùng chiến pháp trích máu, mỗi một lần công kích, cũng có trên chín trí tôn chết, nhưng mỗi một lần công kích, cũng khiến trên người ba người bố lưu tỉnh thêm vết thương mới. Quấn giữ bố lưu tỉnh, tình thế bên phong nguyệt càng thêm nguy cấp, bọn trí tôn phóng tới như không cần mạng, dùng mạng mình, đổi lấy sự gia tăng vết thương trên người phong nguyệt. Dầm 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 liên tục ba tiếng. Phong Nguyệt giết chết đồng thời năm vị trí tôn, trên người đồng thời bị dạ đế cùng lăng phong vân vỗ mấy trưởng, hai người đều trầm giọng kêu rên, lão đảo lui về phía sau, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, đã có thể cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể đang không ngừng sói mòn. Bây giờ đã không có sức hoàn thủ, chỉ có thể cố hết sức mà ngăn cản. Hai người Phong Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, bọn người dạ đế đồng thời không hẹn mà cùng bỏ qua chiến trường bên này, chỉ để lại hơn 10 vị trí tôn vây công Phong Nguyệt trọng tâm công kích của những người khác toàn bộ chuyển đến trên người bố lưu tình lại qua một lát lại lần nữa dùng chiến pháp trích máu giết bảy vị nhị tổ đồng thời giống to một tiếng mỗi người đều đề khởi toàn lực công kích bố lưu tình vậy liền giết bố lưu tình một trưởng đánh nát một người một kiếm cắt nát ba người liên tục ba cước đá ba vị trí tôn tan xương nát thịt nhưng đúng là vẫn còn bị buộc phải đối chiến với sự liên thủ của bảy vị nhị tổ dưới vạn bất đắc dĩ mạnh mẽ đề khí thôi phát tất cả tiềm năng của bản thân dâu ria dựng đứng hét lớn một tiếng bổ mạnh một kiếm một kiếm này ra mới là bản lãnh thực sự của bố lưu tình chỉ thấy kiếm quang tăng vọt một con rồng vàng từ trong kiếm quang bay ra nhưng ngay sau đó lại là một con mãnh hổ vàng vọt xuất hiện long hổ hợp lực lắc đầu vẫy đuôi nghênh tiếp toàn lực công kích của bảy vị nhị tổ tựa như là địa hỏa thiên lôi dẫn động chấn động giờ khắc này ngay cả tinh vân sơn cũng thoáng run rẩy long hổ chi kiếm bố lưu tình không ngờ luyện thành long hổ chi kiếm đây là chiêu pháp cường giả băng linh tiên thiên phá vỡ hư không mới có thế lĩnh ngộ chẳng lẽ bố lưu tình đã đến mức này trong mắt vũ tuyệt thành bắn ra tia sáng kỳ dị nhưng hắn không biết chính vì chiến đấu thảm thiết hôm nay dồn bố lưu tình đến mức không cách nào quay lại không ngờ bức ép quá đột phá một bước cuối cùng này long hổ chi kiếm vừa xuất hiện trong thiên không thành đột nhiên xét đánh rầm rầm bố lưu tình ở loại thời khắc sống còn này mặc dù làm ra đột phá lớn nhất trong cả đời nhưng cũng dẫn tới thiên phạt lực long hổ cùng lực lượng của bảy vị nhị tổ va mạnh vào nhau a wow, bảy vị nhị tổ đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết cả đám văng ra ngoài chật vật không chịu nổi giờ khắc này ngũ tạng bị chấn mỗi người đều cảm thấy cả ngón tay đều không thể động nhất là lan mộ tuyết trong đó trọng thương chưa lành lại bị bố lưu tình trọng kích như thế thân thể văng lên như tú cầu không thể khống chế mà văng lên cao lúc văng lên đỉnh đầu nguyệt linh tuyết Nguyệt Linh Tuyết không để ý bản thân đã trọng thương, phún huyết nhảy lên, một cước đá vào phía sau lưng Lan Mộ Tuyết. Lan Mộ Tuyết bị đá chuyển sang hướng khác, văng ngược lại, hướng văng, chính là đỉnh đầu Bố Lưu Tình, phía trên kia đang có một đạo thiểm điện điên cuồng phóng xuống. Còn thân thể Lan Mộ Tuyết đang dùng tư thái lòng ôm thiên hạ, hung hãn không sợ chết, đón nhận tia chớp. Mọi người cùng kinh hô, một tia chớp trắng lóa cuồng mãnh hạ xuống, ngay giữa Lan Mộ Tuyết. Lan Mộ Tuyết hoảng hốt, hét lớn, thiên phạt cứu ta. Nhưng, ở dưới dạng thiên phạt này, nơi nào, có người dám cứu hắn. Ai đi người đó sẽ chết. Đây là chắc chắn. Bọn người dạ đế trơ mắt nhìn, trong lòng không biết cảm thụ gì. Không trung liền có từng đạo tia chớp bổ lên người liên tục không ngừng. Chỉ có mười mấy luồng, lan mộ tuyết đã biến thành một đoạn than cốc bốc khói xanh. Sinh mệnh lực hoàn toàn không còn, từ không trung rơi xuống, vừa rơi xuống, tia chớp vẫn còn đuổi đánh, đánh một bộ xương đã cháy đen tán lạc bốn phía đoán chừng sấm xét của thiên phạt này cũng rất kinh ngạc người này rõ ràng đã chết đến độ không thể chết nữa vì sao ta còn không dừng được lại không biết đây chính là nguyệt linh tuyết cố ý làm bố lưu tình vừa rồi liều mạng với người khác đồng thời va chạm với bảy vị nhị tổ sau công kích như vậy bố lưu tình là tuyệt đối không có nửa điểm khí lực đối mặt thiên phạt chỉ sợ sau mấy đạo thiên lôi bố lưu tình liền đã thành bụi phấn cho nên nguyệt linh tuyết liều mạng nội thương lần nữa tăng thêm lúc này vẫn tống lan mộ tuyết qua dùng tiềm lực sinh mệnh của Lan Mộ Tuyết để tiêu hao, tạm thời thay Bố Lưu Tình ứng phó thiên phạt. Quả nhiên, ngay sau khi thân thể Lan Mộ Tuyết rơi xuống, Bố Lưu Tình mặc dù trong miệng đầy máu, nhưng kịp thở một hơi, khôi phục năng lực hành động. Tia chớp ầm ầm hạ xuống. Lần này, mới là nhắm ngay đỉnh đầu chính chủ. Bố Lưu Tình gào to một tiếng, giơ kiếm lên đỡ. Oanh! Bố Lưu Tình quát to một tiếng. Thân thể đứng thẳng, Tinh Vân Sơn dưới chân đã có thêm một chấm đen. Đó là chỗ bị thiên lôi đánh liên tục xuất hiện thiên lôi điên cuồng hạ xuống, Bố Lưu Tình kiên quyết như cũ, mãi đến khi tia cuối cùng hạ xuống, Bố Lưu Tình phun mạnh một búng máu, chân trái không chống đỡ nổi áp lực cuồng mãnh, gãy đoạn, phốc một tiếng ngồi dưới đất. Tia chớp rốt cuộc thu lại, nhưng Bố Lưu Tình cũng đã vô lực tái chiến. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm .c. O, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu giờ phút này bản thân bị trọng thương, nỗ lực dùng trường kiếm che thân thể, cũng đã lung lay sắp đổ, trong mắt Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành đều nhấp nhoáng vẻ ghen ghét, pháp tôn phẫn nộ quát, xông lên. Ba người bọn họ đã vô lực tái chiến. Xông lên, cắt gân chân gân tay trước, phế đi tu vi. Hai người cũng biết, dựa vào miễn cưỡng đột phá của Bố Lưu Tình, nguyên bản hẳn là tuyệt không sống qua thiên phạt, nhưng đại trận Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên lại thành toàn Bố Lưu Tình. Đại trận Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên nếu hoàn toàn mở ra, như vậy thiên phạt căn bản không rơi xuống nổi, chỉ có thể quanh quẩn mãi ở trên cao, chờ Bố Lưu Tình ra khỏi chỗ này hoặc là đại trận kết thúc thiên phạt mới có thể giáng xuống như vậy bố lưu tình vẫn không tránh khỏi cái chết nhưng bây giờ lại trạng thái nửa mở thiên phạt có thể giáng xuống nhưng lại khiến đại trận suy yếu hơn một nửa cho nên dạng miễn cưỡng đột phá này của bố lưu tình không ngờ lại chống đỡ qua sau khi chịu đựng qua thiên phạt mặc kệ ở trong thiên phạt bị thương nặng bao nhiêu ở trong vòng một nén nhang đều sẽ có lực lượng thiên địa bổ sung hoàn toàn sau đó mới rút khỏi cửu trọng thiên mang tính cường chế phá vỡ hư không đây chính là mộng tưởng của mỗi võ giả pháp tôn không thể tưởng được mai phục như thế không ngờ lại thành toàn bố lưu tình phá tan một bước cuối cùng nếu bố lưu tình thật rời đi trận chiến này có thể coi như là kiếm củi ba năm thiêu một giờ trước mắt cũng chỉ còn có thời gian một nén hương có thể giết chết bố lưu tình qua thời gian này bố lưu tình hoàn toàn khôi phục vậy thì càng khó dây dưa hơn nữa khi đó mọi người công kích bố lưu tình sẽ bị thiên phạt cho là trở ngại như thế mỗi người đều sẽ bị thiên phạt giáng xuống dùng để trừng phạt như vậy chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo mau giết chết một phút ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chớp động có vận may cũng phải khiến người biến thành vận may được chết Pháp Tôn nhàn nhạt, nhạt mỉm cười dạng người băng linh hãm thiên đã thành công sắp phá vỡ hư không này nhưng lại chết ở chỗ này sau khi thành công không biết đây có phải là một loại châm chọc không Vũ Tuyệt Thành cười ha ha đây chính là chuyện trời cao cùng không nghĩ ra đích thân chém chết cường giả như vậy xem như một chuyện cực sướng Pháp Tôn cười ha ha thanh âm hai người cũng không che giấu, ngược lại truyền ra xa. Mấy câu kích động kia, thật là không tầm thường. Chém chết trí tôn, cũng không tính là gì, nhưng chém chết một cường giả đã vượt khỏi thế giới này, lại là chuyện ngàn vạn năm cũng sẽ không xảy ra một lần. Ra lệnh một tiếng, bọn người dạ đế không để ý khí huyết trong cơ thể vẫn còn đang bốc lên kịch liệt, cả đám khóe miệng đổ máu, nhưng ngược lại đánh tới càng thêm hung mãnh. Ngay cả mấy trí tôn còn lại bên kia, chỉ cần còn có thể động, không ai không quơ binh khí trong tay sông lên nguyệt linh tuyết phong vũ nhu trọng thương vô lực ngăn cản bố lưu tình bây giờ vừa trải qua thiên phạt cả người suy yếu có thể thấy cho dù chỉ một ngón tay cũng có thể giết chết vị truyền thuyết trí tôn cường đại đến cực điểm này tình huống nguy cấp đúng là tới cực điểm nhìn kẻ địch xông lên trong mắt ba người đồng thời lộ ra một loại vẻ mặt giải thoát nguyệt linh tuyết gào to một tiếng cười ha ha bắn ra trường kiếm một tiếng ngâm nga nói không thể tưởng được hôm nay cùng bố huynh chết chung đúng là thống khoái thống khoái bố lưu tình cười ha hả hóa ra lão ninh chưa chết hôm nay lão tử chết ở chỗ này coi như là có chút oan uổng có điều có một đệ đệ tốt một đệ muội tốt phụng bồi cũng không tính là cô độc phong vũ nhu ôn nhu nói bố đại ca là đại ca tốt ta tin có ngươi ở bên cạnh mặc kệ u minh dương thế vợ chồng chúng ta cũng sẽ không bị khi phụ bố lưu tình cười ha ha nói hôm nay ba người chúng ta dứt khoát ở trước sinh tử này kết bái làm huynh muội sinh thì sao tử thì sao thiên thì sao? Ha ha ha. Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha, cùng Phong Vũ Nhu kêu lên, đại ca. Bố Lưu Tỉnh lớn tiếng đáp ứng, quát lên, nhị đệ, đệ muội, theo chân bọn họ liều mang. Theo chân bọn họ liều mạng. Phong Nguyệt cùng hét lớn, đỉnh kiếm lao ra, lớn tiếng nói, U Minh Hoàng Tuyền, tiểu đệ chung tay với vợ, đi mở đường cho đại ca. Được. Bố Lưu Tỉnh quát trái tai, chớ bàn về sinh tử. Dù sao cũng cùng đường, thỏa sức đánh một trận, cuộc đời này không uổng, trên trời, nhân gian, nguyện làm huynh đệ, hoàng tuyền u minh, không tắt tình này. Chương 1152, ai dám có ý kiến? Đả tự bởi, Diệp Linh Yên mục hà xa chuyện phun, vậy các ngươi liền đi mở đường đi. Bọn người dạ đế, Tiêu Sắt nghi răng cười, điên cuồng xông lên, Phong Nguyệt đồng thời đẩy kiếm run run nghênh đón. Hai người bọn họ đã đến tình trạng đèn cạn dầu, sự trầm trọng của thương thế thật sự là khó có thể hình dung. Trận chiến này, chiến pháp trích máu cuối cùng đem tiềm lực sinh mệnh của hai người đều dốc ra ngoài cả người đã hoàn toàn suy kiệt bây giờ mặc dù đẩy kiếm công kích trên thực tế lại không còn nửa điểm lực lượng ngay cả đi đường như người bình thường cũng đã không thể làm được nếu giờ phút này chiến đấu tuyên bố chấm dứt không cần kẻ địch giết chỉ cần không xuất hiện kỳ tích hai người cũng đã không sống nổi giờ phút này còn có thể động đã toàn là lực lượng hấp hối nhưng hai vợ chồng vẫn làm ra tư thái công kích chết cũng phải chiến đấu mà chết muốn làm nhục chúng ta mơ tưởng hai người phong nguyệt liếc nhau một cái cùng thấy sự dịu dàng cùng kiên quyết trong mắt đối phương bây giờ liền sắp chết rồi làm phu thê kiếp này ta không hối hận một lần cuối cùng nhớ kỹ bộ dáng ngươi nhớ kỹ bộ dáng của ta nếu có kiếp sau đừng quên mất vẫn làm phu thê ra cắt hồ đồ trong bóng tối lập tức mở to hai mắt nhìn trong lòng bàn tay cũng gần như thấm ra mồ hôi pháp tôn chỗ tối cùng vũ tuyệt thành chỗ cao cũng đều hết sức chăm chú nếu nữ nhân kia muốn ra tay chỉ sợ ngay một khắc này, nếu đại trận muốn mở ra cũng ngay một khắc này, cho nên lần này, mặc dù ba người bố lưu tình thoạt nhìn đã là kết quả hẳn phải chết, trên thực tế, chưa hẳn, song phương sắp tiếp xúc, liền tại lúc này, một tiếng huýt dài theo gió mà lên, như rồng ngâm phượng hót, bay lượn trời cao, tựa như chín tầng trời lập tức vén lên, tấm màn đen che cả bầu trời, đột nhiên biến mất toàn bộ, trong nháy mắt này, mọi người nghe được một thanh âm rõ rõ ràng ràng Suy mọi người đồng thời có một cảm giác, dường như trời xanh trên đỉnh đầu chính là một tấm màn sân khấu. Bây giờ, bị người ta dùng một tay kéo một cái, suy một tiếng liền rách ra, tuyết trắng tung bay trên bầu trời, lúc này mới bắt đầu rơi xuống. Đập ngay vào mắt, một mảnh trắng xóa. Con mắt mọi người ở trong bóng đêm lâu, đột nhiên gặp ánh trắng đập vào mắt, nhịn không được điều hơi nheo lại. Một bóng trắng ngạo nghễ đứng ở giữa không trung, thản nhiên nói, "Ta nói, mời các ngươi dừng tay." Xé rách hư không. Vũ tuyệt thành ngược lại hít vào một hơi lạnh, quả nhiên là đại đạo cường giả. Tử tà tình thật ra ở trước khi bố lưu tình đột phá đã tới, nhưng nàng đang định xuống, lại cảm giác được thiên uy chấn động, vội vàng biến mất. Thiên phạt của bố lưu tình ở một khắc kia đã tới. Nếu tử tà tình ra tay ở khắc đó, thiên phạt sẽ nhằm vào hai người nàng cùng bố lưu tình. Nếu vậy, chỉ lực chấn động cũng đủ có thể đánh chết phong nguyệt sau khi trọng thương, cho nên nàng chỉ có thể chờ. Dù sao cũng không có nguy hiểm lúc thiên phạt đến bất luận kẻ nào tiếp xúc vào trong phạm vi thiên phạt đều sẽ bị thiên phạt nhằm vào những người khác càng thêm không dám động thủ mà pháp tôn vũ tuyệt thành cùng hai người tử tà tình đều đã là cường giả vượt hẳn loại trình độ này lúc thiên phạt đến càng không thể lộn xộn giờ phút này thiên phạt chấm dứt đám mây đặc dị trên trời đã phiêu tán tử tà tình rốt cuộc mới xuống lẩm bẩm nói mặc dù có chút trễ nhưng trung quy vẫn không quá trễ Phong Nguyệt đã vô lực, thân ảnh đang lao tới ở giờ khắc thấy được tử tà tình, đột nhiên như đánh mất toàn bộ khí lực, thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống đất. Trần Mộng Trì cùng Thạch Kinh sông nhanh nhất, hãm không được thế sông, trường kiếm mắt thấy sẽ đâm vào thân thể Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết. Bóng trắng chợt lóe, tử tà tình đã xuất hiện ở trước mặt hai người, chắn Phong Nguyệt sau lưng, tay trái ba một tiếng đánh vào trên mặt Trần Mộng Trì, cả giận nói, bảo ngươi dừng tay không có nghe thấy sao? Tay phải ba một tiếng đánh vào trên mặt Thạch Kinh, hỏi, lỗ tai người bị điếc. Hai cái tát xuyên qua kiếm quang sắc bén, một trái một phải, hai người cơ hồ còn không thấy rõ ràng, càng không kịp phản ứng, đã bị đánh văng ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất, choáng đầu căng não, chỉ cảm giác đầu mình ong ong. Một người má trái, một người má phải, xưng phồng lên bằng tốc độ mắt người có thể thấy được. Bọn người dạ đế vừa hãm kịp lại liên tục lùi bước, kéo ra một khoảng cách an toàn. Trong mắt mỗi người, đều là sợ hãi. Cũng biết nữ nhân này rất mạnh, nhưng cũng thật không ngờ, mạnh đến mức này, một khắc trước còn đang ở không trung cao trăm trượng, một khắc sau, không ngờ đánh bay hai vị trí tôn đỉnh phong bát phẩm. Hơn nữa, là đánh mặt, giờ khắc này, mọi âm thanh đều tắt lặng, tất cả mọi người, đều ngừng thở. Bọn người dạ đế ngay cả máu tươi ngoài miệng, cũng quên lau đi, sửng sốt. Vừa rồi đánh một trận, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu không thoải mái, nhưng bọn hắn, lại làm sao thoải mái chứ? Tu vi hai người Phong Nguyệt, đúng là cao hơn bọn người dạ đế không ít. Nhất là, ở sau khi dùng tử khí hồng mông, càng trực tiếp vượt lên bọn họ một tầng. Bọn người dạ đế, mỗi người cũng đều bị chấn nội tạng, miệng mũi phún huyết. Mắt thấy sắp thành công, nữ nhân cường đại này, rốt cuộc lại chui ra. Trước mắt bao người, tử tà tình áo trắng như tuyết, đứng trong tuyết, lại càng lộ ra vẻ thánh khiết cao quý, cao không thế chạm. Nàng dẫm lên bông tuyết, chậm rãi đi hai bước, đi tới trước mặt phong nguyệt, ngồi xổm xuống cuối người, đút một viên thuốc vào miệng hai người. Bên kia, Trần Mộng chỉ cùng Thạch Kinh hét lớn một tiếng, muốn đứng lên. Tử tà tình vội xoay người, mắt phượng lạnh lẽo, nằm xuống. Không được động. Nhưng, Thạch Kinh cùng Trần Mộng chỉ cũng là lão tổ tông hai đại gia tộc, trước mắt bao người, làm sao nghe lời người này. Ngươi bảo ta nằm sấp ta liền vảnh mông nằm sấp à? Hình tượng gì đây? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chấm c, o, à, hai người khẽ trống, xoay người nhảy dựng lên, khóe miệng đổ máu, nhìn tử tà tình oán độc, yêu nữ. Ngươi, lời còn chưa dứt, tử tà tình đã xuất hiện ở trước mặt hai người, tát một cái, rơi ở trên mặt thạch kinh, người bị điếc rồi, bị điếc rồi, bị điếc rồi. Ba 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 ba, mắng một câu, liền tát mấy cái. Thạch kinh muốn phản kháng, nhưng cảm thấy cả người không nhúc nhích được. Muốn há mồm mắng chửi người, lại nói không thành tiếng, chỉ có thể đứng đơ một chỗ, chịu tát. Châm chọc nhất chính là, trường kiếm thạch kinh vẫn nắm trong tay, hơn nữa còn nâng tới trước kiếm quang lóe sáng chỉ cần đâm tới trước một cái tựa hồ liền có thể đâm vào thân thể nữ nhân đáng giận này nhưng dù làm gì cũng không thể động đậy chỉ có thể là ngẩng đầu ướn ngực thằng eo nắm kiếm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chịu tát xấu hổ và giận dữ cùng sỉ nhục trong mắt thạch kinh đã giống như núi lửa giờ khắc này thạch kinh thầm nghĩ đi tìm chết bị hành hạ trước mặt nhiều người như vậy hơn nữa phần nhiều còn là con cháu hậu bối của mình mặt mũi này, hôm nay đúng là mất hết. Theo bạt tai vang dội, khuôn mặt Thạch Kinh bị đánh nghiêng sang trái, tiếp theo lại bị đánh nghiêng sang phải, sau đó lại nghiêng qua, lại nghiêng về. Qua về tới tới lui lui mấy mấy lần, tử tà tình nhẹ buông tay, một cái tát vỗ vào trên mặt Thạch Kinh đã như đầu heo, đánh hắn ngã xuống đất, không ngờ còn là dựa theo tư thế nằm sấp vừa rồi một lần nữa gục xuống, bảo ngươi nằm sấp liền nằm sấp. Nói xong xoay người, ba một cái đánh vào mặt Trần Mộng Trì, hỏi, bát phẩm trí tôn sao ngu như vậy, ta bảo ngươi nằm sấp ngươi còn dám đứng dậy ta bảo ngươi đứng dậy bảo ngươi đứng dậy ngươi đứng dậy đứng dậy mắng một tiếng tát một cái lại liên tục mấy mươi lần mặt trần mộng trì cũng chuyển qua chuyển lại lại chuyển qua chuyển lại giống như là tượng gỗ chỉ có tiếng cổ quay qua quay lại vang tiếng rắc rắc mấy cái tát liên tục này đánh vang cực kỳ cũng trong trẻo cực kỳ hơn nữa từ tà tình vừa tát vừa khống chế không để cho máu tươi trong miệng mũi hai người bắn lên váy trắng của mình. Nàng là người rất thích sạch sẽ. Bốn phía, tất cả mọi người đều vẻ mặt bi phẫn. Nhất là bọn trí tôn thạch gia cùng trần gia, cả đám càng thờ hồn hển, hai mắt đều đỏ, trợn mắt. Chỉ cảm thấy lồng ngực cơ hồ vào giờ khắc này nổ tung vì bi phẫn. Nhưng bây giờ lão tổ tông ở trong tay người khác, chớ nói không dám sông, chớ nói sau khi sông lên cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa cho dù sông lên cũng sợ ném chuột vỡ bình, mà pháp tôn còn chưa hạ lệnh, Mọi người cho dù cắn nát răng, cùng chỉ có thể nhịn. Tát vang một hồi, rốt cuộc đánh xong, Tử Tà tỉnh tát cái cuối cùng, đánh ngã Trần Mộng chỉ xuống đất, tư thế nằm sấp như trước, song song chỉnh tề với thạch kinh, mới hài lòng nói, "Bây giờ tốt bao nhiêu? Sao cứ phải mỗi người chịu 60 cái tát mới chịu nghe lời? Đúng là ngu." Nói xong, liền quay đầu dịu dàng hỏi Phong Nguyệt, "Các người thế nào rồi?" Nguyệt Linh Tuyết cười khổ một tiếng, nói, "Đa tạ thần dược của Tử đại nhân, tạm thời hẳn là không chết được có điều chủ yếu là nguyên khí tổn hao nhiều căn cơ gần như bị hủy diệt xem ra cần một thời gian điều dưỡng tương đối dài tử tà tình khẽ gật đầu không sao các người có bổn nguyên sinh mệnh mặc dù là căn cơ bị dao động nhưng thời gian không lâu liền có thể khôi phục lúc này hai người dưới đất lại quật cường muốn bò dậy thần sắc trong mắt đã điên cuồng tử tà tình xuất cước không chút tiếng động một cước sóc thạch kinh đặt hắn ở trên người trần mộng trì sau đó nhẹ nhàng nhấc chân dẫm ở trên lưng thạch kinh, nhưng ngoài miệng vẫn nói chuyện với Nguyệt Linh Tuyết, lão bố hắn băng linh rồi. Nguyệt Linh Tuyết khẽ gật đầu, ừ. Phốc, thạch kinh phía dưới bị một cước này dẫm mạnh đầu đập xuống đất, mặt đất tinh vân sơn này là rắn chắc cỡ nào. Nhất thời bốn cái răng cửa đều đập xuống, khuôn mặt biến thành dẹp, rắn chặt trên đất, máu tươi chảy dài. Đối diện, tiêu sắt tiến lên một bước, rốt cuộc chịu đựng không nổi nói, vị cường giả này, tu vi của ngài vượt xa bọn ta nếu muốn giết liền cho thống khoái đi tội gì phải làm nhục bọn ta như thế làm nhục các ngươi tử tà tình khẽ cười các người đầu tiên là dùng quỷ kế sau lại mai phục sau đó lại vây công cuối cùng còn giữ lại bẫy dập chờ ta hiện giờ không ngờ trách ta làm nhục các ngươi tiêu sắt mặt giả đỏ lên nói có điều bọn ta mặc dù dùng kế nhưng cũng là chiến đấu đường đường chính chính còn ngươi lại đang làm nhục nhân cách tử tà tình nở nụ cười lạnh lùng dưới chân lại dùng lực hai người phía dưới lại rên thảm một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tiêu sắt, thản nhiên nói, ta chính là làm nhục các người, thì sao? Ngươi có ý kiến? Đến đây, đến để ta xem vị anh hùng nhà ngươi, là có ý kiến thế nào? Trường 1153, Đồ Đạo Chi Chiến Đả tự bởi, Diệp Linh Yên Mộc Hà xa chuyện phun tiêu sắt lùi một bước, cả giận nói, ta có ý kiến gì, chẳng qua là có chút đáng tiếc mà thôi. Vẻ mặt, lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Nếu bị nữ nhân này đùa dẫn mình, vậy, mình còn không bằng chết mới tốt. Tử tà tình cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên là một anh hùng thích binh vực lẽ phải. Tiêu sắt mặt đỏ tới mang tai. Liền tại lúc này, giọng nói của Pháp Tôn vang lên, nói, có điều, tu vị một người dù cao tới đâu, cũng không đại biểu vạn năng. Tử tà tình thản nhiên nói, ô, thanh âm Pháp Tôn đạm mạc nói, khởi động đại trận. Giờ phút này, chính thức bắt đầu. Đồ đạo, ra lệnh một tiếng, ra cắt hồ đồ lập tức phát động đại trận lập tức trời sầu đất thảm gió lạnh từng trận màn trời vừa rồi bị tử tà tình xé mở một lần nữa khép lại lần này chính là nhật nguyệt vô quang chân chính bọn người dạ đế lui về sau chỉnh tề ẩn vào trong bóng tối thân thể vũ tuyệt thành bay tới chiếm đóng trận nhãn cười thản nhiên nói vị nữ tử này chính là đến từ rừng hắc huyết tử tà tình cười hờ hững nói cho dù là tổ tông vũ thần phong của ngươi cũng không dám gọi ta là vị nữ tử này vũ tuyệt thành ngươi thật to gan vù tuyệt thành nhẹ giọng cười nói một trọi một ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi có điều bây giờ à tôn giáo muốn thoát khỏi đại trận này cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy ta có gì không dám tử tà tình cười lạnh giờ phút này trên bầu trời truyền đến một trận chấn động bố lưu tình trên mặt đất chậm rãi đứng lên tu vi hồi phục tử tà tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua cười khổ nói bố huynh xem ra ngươi tạm thời đi không được nữa tòa đại trận này không ngờ che cả thiên cơ dù đi được ta cũng không đi bố lưu tình thản nhiên nói lão ninh bây giờ trọng thương chưa lành ta sao phóng tâm mà đi hắn ở một khắc vừa ở băng linh hãm thiên linh thức mẫn tuệ không ngờ phát hiện ninh thiên nhai không có chết trong lòng nhẹ nhõm vô cùng sau ngày hôm nay ngươi có thể phóng tâm mà đi rồi ta khuyên ngươi nếu có thể đi vẫn sớm ngày đi thì tốt hơn tử tà tình thản nhiên nói có rất nhiều người sau này đều sẽ đi lên ngươi đi lên trước vừa vặn tình đường Bố Lưu Tình trầm ngâm. Giờ phút này, khí hung sát trong đại trận càng ngày càng nghiêm trọng, một cỗ áp lực ngưng trọng, giống như trao đổi với thiên địa, ép xuống hung mãnh. Tử Tà Tình dường như không cảm giác, tùy ý đối phương thôi phát uy lực đại trận đến lớn nhất. Nói với Bố Lưu Tình, lát nữa khai chiến, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt hai người Phong Nguyệt, những người khác giao cho ta. Cẩn thận. Bố Lưu Tình nặng nề nói, tòa đại trận này thật không đơn giản. Tử Tà Tình thản nhiên nói, nếu ta không nắm chắc Sao tùy ý bọn họ bày trận." Ha ha Bố Lưu Tình bật cười, nói, "Có điều, nếu ngươi xuất ra, bên kia liền yếu kém. Một khi gặp nguy hiểm, chỉ sợ cứu viện không kịp." Tử Tà Tình trầm mặc xuống, nói, "Chúng ta cũng không thể che chở bọn họ cả đời. Cho dù có thể làm được, cũng không thể làm. Con đường của bọn hắn, thủy chung phải tự đi. Cho nên ta mới đề nghị ngươi sau chuyện lần này, trực tiếp rời đi. Lần này, ta đoán chừng thương vong nhất định sẽ có, nhưng tuyệt sẽ không toàn quân bị diệt." ngẫu nhiên có thương vong cũng là giáo huấn bọn họ nếu không có thương vong tất nhiên càng tốt bố lưu tình cũng thở dài yên lặng không nói gì một hồi rốt cuộc mới nói được lập tức nói chúng ta đi rồi lão ninh trọng thương tình huống phong nguyệt bây giờ ít nhất cần tu dưỡng một năm như vậy trong vòng một năm bọn họ sẽ không có bất kỳ chỗ dựa cường lực nào tử tà tình nói cho nên bọn họ mới có thể trưởng thành bố lưu tình nhíu mày nhưng mà đối phương đánh trận này xong đối phương cũng không còn chỗ dựa trong mắt tử tả tình tràn đầy sát khí chân vừa dùng lực bịch một tiếng đá thân thể thạch kinh cùng trần mộng trí ra ngoài loảng xoảng một tiếng đập lên núi đá hai người đều rơi nát bét trong ngươi có ta trong ta có ngươi ngay cả gào thét cũng không kịp kêu cứ như vậy chết oan chết uổng cũng chính vào lúc này tiếng gió đột nhiên thổi mạnh ô ô giống như vạn quỷ đang khóc một thanh âm nói thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận đồ đạo ngay sau đó, Vũ Tuyệt Thành huyết sáo một tiếng, quát lên, giết. Trong bóng tối, đột nhiên có chấm sáng, hàng loạt chấm nhanh chóng di chuyển. Tựa hồ men theo một loại vận luật cùng quỹ tích kỳ lạ, đang di động. Không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, nhưng có thể cảm giác được bóng người đông đúc, tuyệt không ở số ít. Một cỗ kình lưu như sóng cuồng ngập trời, cứ như vậy mạnh mẽ ập tới. Chỗ kình phong tới, khiến bố lưu tình sợ hãi, lực lượng đạo kình phong này, ước chừng là gấp trên 5 lần uy lực mình cùng Ninh Thiên Nhai liên thủ. Tử Tà Tình giơ một tay lên, một đám thần niệm đánh vào thân thể Bố Lưu Tình, nói: người che chở bọn họ, cho dù bất kỳ tình huống nào, cũng không được động." Ngay sau đó liền quay người lại, phóng nhanh về phía Kình Phong chảy mạnh, thân thể mảnh khảnh giống như một mũi tên trắng, vút thẳng, nàng xông qua Kình Phong, đến mức không ngờ dùng thân thể của mình, xuyên một cái hố ở trong Kình Phong sinh sôi cuồng mãnh này. Từ giữa, bay vút qua, thấy bố lưu tình phía sau trợn mắt há hốc mồm, ta ngất, như vậy cũng được. Mãi đến lúc này, Tử Tà Tình mới thật hiển lộ ra thực lực chân chính của nàng. Thực lực chân chính của nàng cao hơn xa so với suy đoán của Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành. So với Sở Dương suy đoán cũng rất cao, nhất là Tử Tà Tình sau khi tiếp thụ nhiều tử khí hồng mông của Sở Dương, đạo cảnh đại thành, so với bản thân trước khi tiếp nhận tử khí hồng mông, thực lực ít nhất phải gia tăng gấp đôi trước khi đạo cảnh chưa thành, tử tà tình đã đáp ứng quyết chiến lần này. Sau khi đạo cảnh đại thành, sẽ như thế nào? Không ngoài sở liệu, chỗ tinh quang ở phía sau bóng tối đánh ra một trường này, chính là hợp lực của 50 vị trí tôn lăng ra, lợi dụng công năng thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận, hợp lực lượng 50 vị trí tôn là một thể. Đánh ra toàn bộ, nếu so với lực lượng một người gia tăng đâu chi gấp trăm lần. Hơn nữa, lại có gia thành của thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận, tất cả mọi người đều lòng tin tràn đầy. Lần công kích này mặc dù chỉ thử tính công kích, nhưng tử tà tình tất sẽ chật vật không chịu nổi, thậm chí bị thương tại chỗ. Nhưng, tất cả mọi người không ngờ chính là, theo một loại thanh âm kỳ quái, thân ảnh tử tà tình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, bàn tay trắng như tuyết dương lên, một trường liền bổ tới, còn chỗ bản thân nàng đứng yên, không ngờ chính là trong trường lực mọi người đánh ra, lăng phong vân hoảng sợ biến sắc, hét lớn, lui, tản ra. Nếu đối phương đứng ở chỗ này, vậy thì chứng minh trưởng phong dày đặc vô dụng với nàng dưới loại tình huống này, phải nghĩ đối sách khác. Nhưng, một tiếng hô, này mặc dù lập tức, nhưng cũng rốt cuộc vẫn đã muộn, nếu tử tà tỉnh ra tay, nàng sát khí đầy cõi lòng mà đến. Há có thể để người ta chạy thoát ra ngoài, một trưởng ra ngoài, bàn tay trắng như tuyết liền biến thành trăm ngàn cái. Tựa hồ là một đóa hoa sen trắng noãn thành núi lớn, ầm ầm đè xuống, bọn trí tôn lăng ra vừa phát ra một trưởng, đang chờ xem thành quả. Há liệu đại họa lâm đầu, một cái tát tựa như là đập mũi, ba một tiếng rơi xuống đất, trên 30 vị trí tôn, ở dưới một trường này biến thành thịt nát. Ra đầu lăng phong vân tê dại, mang người lăn ra sau một cái, ở dưới sự yểm hộ của đại trận hóa thành tinh quang, tiêu tán ở chỗ này. Tử tà tình hừ một tiếng, phóng người lên, đuổi theo, phát liền hai trưởng, không ngờ đều không đánh chúng gì cả. Hai trưởng đều đánh lên núi đá Tinh Vân Sơn, Tinh Vân Sơn cứng rắn như thế, không ngờ xuất hiện hai dấu bàn tay nhỏ nhắn thật sâu. Mọi người trong bóng tối đều hít một ngụm khí lạnh, người như bố lưu tình cũng không thể bóc một tảng đá tử tà tình không ngờ trực tiếp đánh ra một hố sâu nửa thước pháp tôn quát lên xé trời đi ra cắt hồ đồ huýt sáo một tiếng bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến tiếng huýt sao ứng hợp tinh măng lóe ra ba mươi người đã đến tri viện sau tinh quang của lăng gia bổ sung lực lượng thạch gia cùng trần gia và lan gia đã không còn người thủ lĩnh pháp tôn cũng sớm đã phái trí tôn cao dai qua tạm thời thủ lĩnh chủ trì một phương Vũ Tuyệt Thành đứng ở chỗ cao nhất, tinh quang đang chiếu xạ lên người hắn, đột nhiên vang ầm ĩ, trong phút chốc phong vân kích động. Đệ nhất tinh vị, ra cát hồ đồ hét lớn một tiếng. Từ hướng dạ ra, một đạo bạch quang sông lên, phá đại trận vừa một lỗ hổng tinh tế, ngay sau đó tinh quang của cả tinh vân đại trận lay động mãnh liệt, tán loạn bốn phía, cuối cùng hội họp thành một điểm, ngưng tụ ở trên lỗ hổng nhỏ kia, ngay sau đó, một luồng chớp nhỏ lao xuống như sấm sét bạo phát, từ chừng đến thô đến lúc rơi xuống, không ngờ khoảng chừng cỡ thùng nước, đánh vào đầu tử tà tình. Tử tà tình nhướng mày, lắc mình né, vừa lóe đã băng ngang 30 trượng, nhưng, tia chớp kia lại như mọc thêm con mắt, bẻ ngoặt, lại đuổi theo nàng, không ngờ giống như giòi trong xương mu bàn chân, đuổi theo không nghỉ, tử tà tình kinh hãi, thứ này, quả thật cổ quái. Nàng cố ý chạy đông né tây, dẫn dắt tia chớp này qua lại tán loạn, xem thử có thể tiêu hao hết hay không. Nhưng nàng sau khi chuyển chừng trăm vòng, tia chớp này không ngờ vẫn theo sát không nghỉ như cũ, không có chút yếu bớt nào. Trong lòng Tử Tà Tình cả kinh, rứt khoát đứng lại, vươn tay đập một trường liều mạng, oanh một tiếng vang lên, thân thể Tử Tà Tình ngửa mạnh ra sau, nhưng tia chớp này lại lần nữa hóa thành tinh quang biến mất. Tử Tà Tình thở hắt một hơi, sắc mặt rốt cuộc chuyển thành ngưng trọng. Nàng nhớ tới lời của Sở Dương, có lẽ nhân lực cũng không thể đủ giết chết ngươi, nhưng lực lượng trong thiên địa có thể giết ngươi, cũng không phải chỉ có nhân lực. Bây giờ, Tử Tà Tình bắt đầu đồng ý những lời này. Ít nhất, một kích vừa rồi, lực lôi điện kỳ dị chuyển hóa, chính là trên gấp 10 lần lực độ công kích của Lăng Gia. Hơn nữa, lực lượng ngưng tụ tuyệt không phân tán, lại có thể đuổi theo mục tiêu không tha, không cách nào tránh né. Nếu cứ có thể cứ công kích đến đi không ngừng không nghỉ như vậy, chỉ sợ mình đúng là có khả năng chết ở chỗ này. Nhưng, Tử Tà Tình càng thêm nắm chắc chính là, bọn họ không thể nào sử dụng không ngừng không nghỉ, bởi vì công kích như vậy nếu nói không hao phí khí lực, mình tuyệt đối không tin. Trong bóng tối, chuyển ra mấy tiếng kêu rên. Bạn đang xem tại Chu Yên Phun. Vên vị trí dạ ra, dạ, dạ đế sắc mặt trắng nhợt, sau lưng bay tới một người như quỷ mị. Chính là Pháp Tôn, mở đầu hỏi, hiệu quả thế nào? Đánh chết ba người. Chấn thương sáu người. Dạ đế hít một hơi thật sâu. Đối phương cũng không thoải mái. Vừa rồi ta nghe thấy nàng kêu rên. Còn bên ngươi mới chết ba người. Ba chết sáu bị thương đổi một tiếng kêu rên của đối phương, pháp tôn không ngờ tâm tình thả lỏng nói công kích như vậy dạ gia còn có thể duy trì mấy lần dạ đế yên lặng tính toán một cái nói miễn cưỡng còn có thể sáu lần tốt pháp tôn nói người bị thương nắm chặt thời gian khôi phục có thuốc mau dùng thuốc bây giờ có những gia tộc khác chống trước sau khi thay phiên một vòng lại đến dạ gia các người ra tay dạ đế gật đầu thật mạnh kế tiếp trên bầu trời tia chớp tinh mang này xuất hiện không ngừng tử tà tình cũng đối phó từng đạo không ngừng trừ cách này ra, cũng không còn biện pháp. Bởi vì đại trận này không ngờ che đậy nhân khí cùng thiên cơ, không dò xét ra gì cả, chỉ có thể chiến đấu bị động. Nhưng tử tà tỉnh lại thay đổi hình thái, từ ban đầu chạy, biến thành đứng lẳng lặng ở chỗ cao, tùy ý tia chớp đánh xuống. Sau đó chính là phản kích một trưởng, theo tia chớp càng ngày càng nhiều, tử tà tình rốt cuộc hiện ra vẻ mệt mỏi, dường như bị thương không nhẹ, tại lúc đón lấy tia chớp, thân thể cũng lui về phía sau càng ngày càng nhiều, chấn động có vẻ lợi hại dường như lực có không bằng. Bọn người dạ đế cùng pháp tôn thầm sướng trong lòng, ngươi dù trâu bò hơn nữa, ngươi dù lợi hại hơn nữa, lại có thể chống đỡ bao nhiêu? Chính là hao tổn không ngừng, cũng có thể hao chết ngươi, nhưng bọn hắn không biết là tử tà tình cũng thống khoái trong lòng. Cường độ công kích như vậy là không nhỏ, mỗi một lần đều đón đỡ, đích xác là hao tổn rất lớn. Nhưng tu vi tử tà tình cũng vô cùng vô tận. Mệt mỏi bây giờ, chỉ là sau khi nàng chịu tia chớp hơn 30 lần, mới giả bộ ra, nếu là dựa theo tu vi thật mà nói, ít nhất còn có thể chịu đòn nghiêm trọng như thế trên trăm lần Tử tà tình cảm thấy vẫn rất có nắm chắc Đương nhiên, nếu tính cả viên cửu trọng đan trong ngực sở dương cho kia Tử tà tình ít nhất còn có thể chống đỡ 1.500 lần, trở lên Có điều, người cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả Cũng tuyệt đối không thể phát ra 1.500 lần Trăm lần, đã gần như là cực hạn Mỗi một lần công kích phản chấn, đều ít nhất chết 2-3 người hao tổn như vậy, cửu đại gia tộc cũng chịu không nổi. Nhưng, tình huống hiện tại chỉ cần đại trận không triệt, trong trận này, bất luận kẻ nào cũng không ra được. Tính đến bây giờ mà nói, tia chớp tinh mang công kích 34 lần, mà, bên cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả vốn hẳn là, 771 vị cao thủ trí tôn, ở trong trận chiến trước đó, ước chừng bị diệt 109. Tử tà tình vừa đến lại giảm đi 32, tổng cộng là còn 549 người tham gia công kích tử tà tình. Nhưng 33 lần tia chớp tinh mang công kích đến, mặc dù nhìn kẻ địch càng ngày càng chật vật, nhưng bên mình cũng lại giảm quân số 117. Trước mắt người sống sót còn có 432 người. Bây giờ hai bên đều đang thầm sướng, nhưng ai là sướng? Thật, vậy thì không thể biết, nhưng thoải mái nhất trong đó chỉ sợ sẽ là Pháp Tôn. Mặc kệ phương gia tộc nào sau khi phát ra công kích, Pháp Tôn tất sẽ đi qua hỏi Han Ân cần tổn thất bao nhiêu. Đã chết mấy người? lúc đang hỏi chuyện, liền không chút tiếng động, mà hấp thụ lấy lực lượng bổn nguyên sinh mệnh của trí tôn chết đi. Còn đổi lấy cảm kích của cửu đại gia tộc. Lại liên tục mấy mươi lần công kích, tử tà tình vẫn lào đảo muốn ngã. Còn nhân số cao thủ cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả, cũng giảm mạnh đến sáu. Ba người bố lưu tình vốn còn đang lo lắng đề phòng rốt cuộc yên lòng. Ngay cả bọn người dạ đế cũng phát hiện có gì không ổn, ta ngất. Bây giờ là ai đang tiêu hao ai nha? Nhìn sao tình huống này vẫn có gì không ổn, Pháp tôn đại nhân, dường như có chút không đúng dạ đế cao mày. Đại trận chính là tập trung tu vi của chúng ta đến một điểm, tương đương tăng lên gấp 3, sau đó mượn dùng lực tinh vân, lại tăng lên gấp mấy lần. Cứ như vậy mà nói, công kích bây giờ, cho dù là 10 ninh thiên nhai cùng bố lưu tình liên thủ, cũng có thể một kích đánh chết mới đúng. Bây giờ, nữ nhân này bắt đầu từ nửa canh giờ trước đã lung la lung lay như vậy, bây giờ vẫn lung la lung lay như vậy. Chuyện được lấy tại Chu Yên Phun. VND à, đế khạc một tiếng, hít một ngụm khí lạnh, nàng đây là đang tiêu hao chúng ta. Pháp Tôn nhíu mày, nói, có nghiêm trọng như thế không? Dạ đế thở dài nặng nề, chỉ sợ là như vậy, ở trong đại trận này, nàng căn bản không tìm ra chúng ta, cũng không cách nào công kích chúng ta, chỉ có thể dùng loại phương thức này để tiêu hao lực lượng của chúng ta. Pháp Tôn đại nhân, theo người càng ngày càng ít, chúng ta phát động một lần tia chớp tinh mang công kích thì người bị phản chấn chết cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp." Pháp Tôn nhíu mày, trầm tư xuống, nói, "Nếu là như vậy, ta cùng gia cát nói một chút, chín phương vị đồng thời động thủ là được, một kích phá hủy đối phương, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã." Dạ Đế cảm kích nói, "Đa tạ Pháp Tôn đại nhân thương cảm." Ngay sau đó Pháp Tôn liền xoay người mà đi. Pháp Tôn tận lực tổ chức khơi mào trận đồ đạo đại chiến này, mục đích đơn giản chỉ có một, thu bổn nguyên sinh mệnh. Đối với hắn mà nói, Sở Dương dù sao không phải là cử kiếp kiếm chủ, hắn dù lợi hại hơn, thế lực lớn hơn nữa, cũng chỉ là một cỗ thế lực cử trọng thiên, cho dù phát triển đến mạnh như cử đại gia tộc, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lay động địa vị chấp pháp giả pháp tôn mình? Nhưng không lập nổi trận đại chiến như vậy, mình đi đâu thu thập nhiều lực bổn nguyên sinh mệnh như vậy? Chuyện cử tôn bổ thiên như vậy, một ngàn năm cũng chỉ có một lần mà thôi. Chẳng lẽ mình phải đi khắp nơi săn giết trí tôn? vừa vặn cường thế tử tà tình xuất hiện, cho cửu đại gia tộc cảm giác nguy cơ, pháp tôn liền tỉ mỉ bày ra trận đồ đạo đại chiến này, trận chiến này không chỉ sẽ có lực bổn nguyên sinh mệnh trí tôn phong phú, nếu có thể thành công, còn có thể thu hoạch lực bổn nguyên sinh mệnh của cường giả đại đạo như tử tà tình. Đây chính là bản thân tha thiết ước mơ. Tử tà tình đang tiêu hao thực lực bên này, sau khi trải qua 20 lần, pháp tôn liền nhìn ra, có điều khi đó hắn còn đang vội vàng thu thập, hơn nữa cảm thấy thực lực cũng đủ, cũng không có nóng vội nhưng bây giờ lại cảm giác không sai biệt lắm. Ở tính toán của Pháp Tôn, bây giờ mình ước chừng nhận được bổn nguyên sinh mệnh cuối cùng của hơn 400 vị trí tôn, mặc dù so với cửu tôn bổ thiên kia kém hơn rất nhiều, nhưng bây giờ cũng có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Không bằng sớm một chút giải quyết tử tà tình, cũng yên tâm làm đại sự. Bằng không, do đây không phải là thân thể mẫu thai của mình, lực lượng bổn nguyên của mình luôn áp chế trong người không thể phát huy, luôn là chuyện lớn ở chủ tính của Pháp Tôn, các đại gia tộc nhanh chóng điều chỉnh một chút. Tử tà tình đang kỳ quái, sao đột nhiên không có động tĩnh, ngay sau đó, đột nhiên soạt một tiếng, tinh mang đầy trời lóe ra. Lập tức, chính là chính đạo tia chớp tinh mang đồng thời công kích tới. Chính đạo tia chớp tinh mang, đầu tiên là quanh quẩn gấp khúc trên không trung. Sau đó tụ thành một đạo ở chỗ giao hội, lớn chừng mấy trượng, mang theo ánh trắng mãnh liệt, mang theo sáng chói sặc sỡ, mơ hồ có một loại khí tức màu tím, điên cuồng phóng xuống tử tà tình thét dài một tiếng, đột nhiên áo trắng khô lên, bịch một tiếng. Mái tóc dài trượt khỏi dây cột tóc, sợi sợi dựng đứng trên không trung, cả người thoát ra một loại khí tức chết chóc, hai cánh tay run lên. Ống tay áo nổ mạnh thành cho bụi, thân thể mảnh khảnh chậm rãi bay lên, trên mặt cũng bao phủ một tầng tử khí. Về phần hai cánh tay, thì đã thấy không rõ màu sắc vốn có, toàn bộ bị tử khí bao phủ. Một kích này không giống bình thường, tử tà tình rốt cuộc lấy ra công phu ẩn giấu, hai tay giao thoa một trận, sau đó liền phóng ra đón tia chớp mấy trượng kia phóng ngay chính diện còn chưa tới gần hai cánh tay đã bổ ra ngoài liên tiếp không ngừng từng đạo tử khí tựa như từng đạo tia chớp hoa mỹ ở trong bầu trời đêm đón tia chớp tinh mang kia không ngừng mà phóng ra trong bóng tối ba người bố lưu tỉnh há to miệng sinh tử thắng bại ở một kích này tất cả mọi người biết rõ ràng sau một kích kia tử tà tình chết thì đồ đạo thành công sau một kích kia nếu tử tà tình không chết bị thương nặng chỉ tính là thành công một nửa nếu chỉ chịu vết thương nhẹ như vậy liền tuyên bố sự suy vong của cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả bởi vì tử tà tình tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ với thực lực tử tà tình biểu hiện ra ngoài bây giờ một khi ra khỏi thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận này cho dù là pháp tôn cùng vũ tuyệt thành liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng điểm này không thể nghi ngờ ánh mắt của mấy trăm người đều đang khẩn trương mà nhìn hai luồng sáng trắng tím trên không trung đụng nhau không hề chớp mắt một cái, trong lòng cả đám đều đang đập thình thịch. Trước mắt bao người, đạo trưởng lực màu tím đầu tiên của tử tà tình, rốt cuộc giao hội với tia chớp, vang oanh một tiếng, cả tinh vân sơn, cũng rung động, ngay sau đó, là trưởng thứ hai, trưởng thứ ba, trưởng thứ tư. Nổ vang liên tục không ngừng, một số trí tôn dưới tam phẩm không đợi lực phản vệ trở về, cũng đã bị tiếng nổ vang đánh chết, trí tôn dưới lục phẩm, mỗi người đều thất khiếu chảy máu, tử tà tình điên cuồng bổ ra 99 trưởng, trưởng thứ 100, lại là hai tay trực tiếp đón nhận tia chớp tinh mang, mái tóc dài như sóng cuộn vất lên, điên cuồng gào thét một tiếng, hết thảy chết đi. Đẩy mạnh ra bên ngoài, oanh một tiếng, tia chớp tinh mang lại bị nàng dùng hai tay mạnh mẽ đánh nát, hóa thành lưu quang đầy trời bắn ra bốn phía. Bầu trời trên đỉnh đầu hoàn toàn bị đại trận phong tỏa, không ngờ bao một tiếng phát ra một tiếng thủy tinh vỡ tan, ngay sau đó bóng tối đầy. Trời bỗng nhiên biến mất, tuyết lớn tung bay như trước, một vùng kêu thảm vang lên, cao thủ trí tôn ở các địa phương, đều lộ ra thân hình, lực phản chấn cường đại đến cực điểm, khiến trí tôn cửu đại gia tộc thao túng trận pháp, mỗi người đều bị chấn văng. Tuyệt đại đa số người tu vi yếu, đã bị chấn thành thịt vụn trên không trung, sự khủng bố của chấn động lần này, quả thực không gì sánh kịp, 360 vị cao thủ trí tôn, không ngờ thoáng cái liền ít đi 352 vị. Trên bầu trời, giống như là ở trong tuyết dày này, hạ một trận mưa máu. Ngay cả Vũ Tuyệt Thành trên chỗ cao nhất cũng kêu thảm một tiếng, miệng phun đầy máu tươi, ngã thẳng xuống, chỉ còn lại có Dạ Đế, Tiêu Sắt, Lăng Phong Vân, Gia Cát Hồ Đồ, Diệp Khinh Sầu, Pháp Tôn, Vũ Tuyệt Thành, còn thêm một vị trí Tôn đỉnh phong bát phẩm của chấp pháp giả. Trong những người này, ngoại trừ Pháp Tôn căn bản không hề tham gia đại trận công kích, không gặp phản chấn, vẫn hoàn hảo vô khuyết, bao gồm Vũ Tuyệt Thành cũng khóe miệng đầy máu tươi, Gia Cát Hồ Đồ tu vi hơi yếu mặc dù miễn cưỡng giữ lại tính mạng nhưng cũng đã mềm oạt trên mặt đất không thể động đậy thân thể mềm mại của tử tà tình đối diện chấn mạnh liên tục lui về phía sau mỗi một bước lui trên mặt đất liền xuất hiện một dấu chân thật sâu liên tục lui chín bước rốt cuộc mới ngừng oa 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 ba tiếng liên tục nhổ ra ba ngụ máu tươi mặt như giấy vàng nhưng nàng không ngờ dùng lực lượng một người bằng biện pháp dã man trực tiếp phá tan thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận ở dưới tình huống căn bản không thấy mặt một kích tàn sát gần hết tinh quang của tất cả kẻ địch phần tu vi này, đúng là kinh thiên động địa. Chương 1154, ai đang đổ đạo? Đả tự bởi, Diệp Linh Yên Mộc Hà sa chuyện phun tám người đối diện, nhìn ánh mắt tử tà tình, tựa như thấy quỷ. Loại kinh hãi khó hiểu này, loại khiếp sợ cực độ này, đã không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Với lực lượng một người, đối kháng thực lực mấy trăm tên trí tôn, lại trải qua đại trận hợp thành đã tăng gấp mấy lần. Chính diện đối chiến, không ngờ một kích đánh tan toàn bộ, kích sát, sự thực như vậy, khiến tất cả mọi người cảm thấy như đang nằm mơ, ác mộng, ngay cả Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành cũng nhìn Tử Tà Tình cả người run rẩy, sự sợ hãi sâu trong đáy mắt, khó có thể che giấu. Sắc mặt Tử Tà Tình mặc dù thảm đạm, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn mọi người đối diện, nhẹ vươn tay, lau đi vết máu ở khóe miệng, nở nụ cười nhàn nhạt, đây chính là trận chiến đồ đạo của các ngươi. Quả nhiên cường đại. Nàng cũng không phải hỏi, cũng biết không ai trả lời, chỉ là tự nói một mình mà thôi. Các người từ 20 ngày trước, ở sau lần đấu giá kia, ngay ở dưới mật thất ngầm của gia tộc Gia Cát, thương nghị đồ đạo. Ta còn tưởng rằng là kế hoạch lớn kinh thiên động địa gì, nhưng không ngờ, nguyên lai là thế." Tử Tà Tình nói hờ hững. Dạ Đế ngẩng đầu, "Ngươi, ngươi sớm biết như vậy?" Tử Tà Tình hờ hững gật đầu, "Bắt đầu từ ngày đó, ta liền chờ đợi, chờ ngay trận chiến này sớm tới. Giết từng người từng người, sao bằng tập trung cùng một chỗ, một đạo hủy diệt để sảng khoái?" nàng cười lạnh một tiếng, huống chi còn là cam tâm tình nguyện mà triệu tập cao thủ gia tộc đến đây chịu chết, ta càng vui vẻ thành toàn cho các ngươi. Các người muốn đồ đạo, làm sao biết ta cũng muốn đồ đạo. Đồ sát ra một đại đạo. Mọi người mặt xám như cho. Xem tại Chu Yên Phun. Vên kế hoạch tự cho là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, không ngờ lại ở trong lòng bàn tay đối phương, bố lưu tình bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tử tà tình vẫn luôn không nóng không vội với chuyện này, không để ở trong lòng chút nào hóa ra là sớm có tính toán, hơn nữa, luôn chờ bẫy dập của đối phương. Trận chiến hôm nay, rốt cuộc đã đến đúng hạn. Tử tà tỉnh lạnh lùng nói, các người còn có gì để nói không? Mọi người mặt xám như cho. 771 vị trí tôn, chết chỉ còn lại có 8 người. Còn có thể nói gì? Tử tà tỉnh xoay người, đối mặt vũ tuyệt thành. Có chút tiếc hận nói, ta cùng với tổ tiên của ngươi, vốn từng có giao tình, hôm nay đến đây, cũng không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi đang chủ trì trận nhãn, không ngờ không tiếc hao phí lực bổn mệnh nguyên hồn của mình, cũng muốn dẫn đường tia chớp tinh mang đến đánh chết ta. Lần này, không tha cho ngươi được. Vũ Tuyệt Thành ngẩng phát đầu, trong mắt bắn ra thần quang không thể tin, cái gì? Lực bổn mạng nguyên hồn? Lực bổn mạng nguyên hồn gì? Ngươi không biết. Tử Tà Tình không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi nhiệt tình với chuyện này như thế, không tiếc dùng bản thân chán trận nhãn. Hao tổn nguyên hồn, dẫn thiên lực, nhập tinh thần, hóa tia chớp, đến đây đánh chết ta, không ngờ chính mình cũng không biết. Sắc mặt Vũ Tuyệt Thành trầm xuống, cúi đầu thật sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó từ từ ngẩng lên, ngưng mắt nhìn chăm chú trên mặt Pháp Tôn, lại từ trên mặt Pháp Tôn chuyển lên trên mặt Gia Cát Hồ Đồ. Thanh âm bình tĩnh có chút dọa người, lực bổn mạng nguyên hồn này là chuyện gì? Sắc mặt Pháp Tôn trầm trọng, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Hồ Đồ, Gia Cát, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dính dáng đến bổn mạng nguyên hồn? Ngươi đang làm cái quỷ gì thế? Gia Cát Hồ Đồ nằm nhũn trên đất, nhìn Pháp Tôn có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời, không ngờ nói không ra lời. Thật lâu sau, trong mắt đột nhiên lòe ra một tia hiểu ra, chỉ tay nói, ngươi. Pháp Tôn nhảy lên, bay tới trước mặt Gia Cát Hồ Đồ, giơ tay tát một cái lên mặt hắn, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trong cổ họng Gia Cát Hồ Đồ khặc khặc, nhưng lại không nói ra được câu nào. Pháp Tôn thở dài một tiếng bi ai tới cực điểm, vũ huynh, là tiểu đệ có lỗi với ngươi, người này. Ngươi tới thẩm vấn đi, nói xong, có chút nản lòng thoái chí mà lui ba bước, để lộ ra cát hồ đồ ở trước mặt Vũ Tuyệt Thành. Trên mặt Vũ Tuyệt Thành mang theo sát khí, sải bước đi tới, ra cát hồ đồ, tốt tốt, ngay cả ta ngươi cũng dám tính kế, không ngờ còn tính kế bổn mạng nguyên hồn của ta. Đột nhiên, tử tà tình gọi một tiếng, cẩn thận. Sau lưng Vũ Tuyệt Thành, Pháp Tôn đột nhiên ra tay, hai tay kẹp lấy lực lượng rời non lấp bể, vỗ mạnh xuống lưng Vũ Tuyệt Thành, lực lượng khổng lồ, chợt bộc phát, một kích này đã ngưng tụ tất cả lực lượng pháp tôn từ lúc sanh ra. Vũ Tuyệt Thành hoàn toàn không có phòng bị, lại trọng thương xong, trong oán giận, nhất thời đã bị đánh văng lên, lăn về phía Tử Tà Tình, trên người vang tiếng răng rắc, không biết đã gây bao nhiêu cái xương, trong miệng máu tươi phun mạnh. Còn pháp tôn phía sau hắn, ở sau khi đánh ra một chưởng này, thân mình ngay lập tức triển khai thân pháp, toàn lực vận mở vạn lý nhất thốn gian, hư một tiếng, thân thể đã ở ngoài mấy trăm trượng. Tử Tà Tình tiếp lấy Vũ Tuyệt Thành đưa hắn xuống đất, phóng người lên đuổi theo, thân thể pháp tôn đã biến thành một chấm đen nhỏ phương xa. Tử tà tình tức giận hừ một tiếng, đưa tay kéo một cái, xé rách không gian, bước ra một bước, đến vị trí điểm đen pháp tôn kia. Nhưng chỉ một lúc như vậy, pháp tôn lại đã đi ra ngoài trăm trượng, tử tà tình gầm nhẹ một tiếng, trưởng ra một cái. Thân mình pháp tôn đang trong chạy vội đã sắp đến gần cửa nam thiên cơ thành, đột nhiên cảm giác áp lực sau lưng đột nhiên tăng vọt, thấy tử tà tình đuổi theo, lỡ như bị đuổi kịp, hôm nay cho dù có một cái mạng, cùng chắc chắn phải chết liều mạng vận khởi cổ lực bổn nguyên sinh mệnh kia trong cơ thể, không để ý hai cổ lực lượng sinh tử đồng thời sử dụng, ra tốc mạnh, oanh một tiếng, một trưởng tử tà tình, rốt cuộc đuổi tới ở lúc Pháp Tôn chạy tới cửa Nam Thiên Cơ Thành. Cách trăm trượng, vỗ mạnh lên người Pháp Tôn. Pháp Tôn kêu to một tiếng, bịch một tiếng, thân thể lùi mạnh tới trước, đập vào cửa thành, oanh một tiếng, cửa Nam Thiên Cơ Thành sụp đổ toàn bộ. Kình phong mạnh mẽ, một mực đột tiến trong 30 trượng thiên cơ thành. Trong 30 trượng, tất cả người thú phòng ốc kiến trúc, đều hóa thành phấn vụn, thân ảnh pháp tôn trượt lóe ở trong cho bụi, loáng thoáng có thể thấy được cánh tay trái của hắn đã không còn cả vai trái, ngực thủng to một lỗ, nhưng trượt lóe một cái, đã không còn tăm hơi. Tử tà tình hừ một tiếng, theo sát sau xuyên qua cửa nam thiên cơ thành. Trong một mảnh khói bụi tràn ngập, chỉ thấy phía trước có tử khí bốc lên, tử tà tình tiến lên xem thử, chỉ thấy trên mặt đất có một vũng máu tươi, trong máu tươi, tử khí dày đặc đang tụ tán. Khí bổn nguyên sinh mệnh, sao ở trong máu tươi nhiều khí bổn nguyên sinh mệnh như vậy? Tử tà tình có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thèm để ý, một trường phóng ra, vũng máu. Tươi này liền bị đánh văng, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo lúc lại tra khóa thần hồn, lại phát hiện không còn nữa. Thử khóa thần hồn này, nếu bị rời đi hoặc vứt ra, đều sẽ không còn. Mà khả năng xảy ra chuyện không còn này, chỉ có một, đó chính là, người này đã chết, tử tà tình lại lục soát một vòng, không phát hiện thi thể pháp tôn, cuối cùng dùng thần niệm quét lại một lần, mới phi thân lên, chạy về. Bên kia, cũng không thiếu kẻ địch phải xử lý. Hơn nữa, trên bầu trời tuyết bay tán loạn, lại còn có tiếng sấm mơ hồ. Đó là sau khi mình hiển lộ thực lực chân chính, khiến cho thiên địa cảnh cáo, còn có chính là, tiếp dẫn của bố lưu tình sắp tới rồi. Ở sau khi nàng rời đi, chỗ cửa nam thiên tế thành tiếng người xôn xao, mọi người dối rít suy đoán, xảy ra thiên tai gì. Trong một mảnh khói bụi, một lão già áo đen mặt âm trầm, thất tha thất thểu đi ra, không ngờ là một người tàn tật. Vai trái trở xuống, hoàn toàn không còn, sau lưng trước ngực, tựa hồ là bị đánh xuyên, có lỗ máu loáng thoáng. Dĩ nhiên là xuyên từ trước ra sau. Người này trọng thương đến tình trạng như thế, không ngờ còn sống, cũng là kỳ tích. Lão giả cước bộ tập tĩnh đi đến chỗ cửa thành, nhìn thoáng qua, trong mắt đột nhiên toát ra hận ý sâu sắc. Góp nhặt bổn nguyên sinh mệnh vạn năm, kể cả bổn nguyên sinh mệnh của mình cũng bị đánh rớt. Hiện giờ, hóa thành cho bụi, nếu muốn thu thập lại đi nơi nào tìm vạn năm kia đi nơi nào tìm nhiều trí tôn như vậy giờ khắc này cả người hắn lạnh buốt nếu không phải mình còn có linh hồn lực thân là cửu kiếp năm đó đặt ở trong cơ thể chưa động một kích kia mình đã hồn về ly hận thiên nhưng dù là như thế cũng đã nguyên khí tổn hao nhiều với tình huống hiện tại có thể kéo dài hơi tàn giữ được một mạng cũng đã rất không tồi nói đến khôi phục tu vi gì đã càng là một loại hy vọng xa vời pháp tôn ngây người một hồi có người ân cần hỏi hắn, hắn bỏ mặc, cứ như vậy vượt qua một góc tường, biến mất không thấy. Tử Tà tình lóe người trở lại trên Tinh Vân Sơn, chỉ thấy ở đây vẫn một mảnh lộn xộn. Vũ Tuyệt Thành không ngờ vẫn nằm trên mặt đất như cũ, không đứng dậy. Một thân áo trắng đều đã bị máu đen dính đầy. Trên mặt tràn đầy hận ý, ho khan từng tiếng, một tiếng ho khan liền đi kèm một búng máu. Bọn người dạ đế đều ngồi dưới đất, sắc mặt xám trắng. "Gồm có ai, vẫn còn người đó, chưa ai chạy." Mọi người đều biết hòa thượng chạy được miếu không chạy được, tất cả mọi người là gia lớn nghiệp lớn, đối phương vừa tìm liền có thể bới ra, còn không bằng ở chỗ này chờ, trực tiếp chấm dứt chuyện này. Chẳng qua chỉ là chết mà thôi. Tử tà tình đáp nhẹ xuống, nói, thế nào? Bố lưu tình cười khổ, vũ tuyệt thành sợ là bị phế rồi. Tử tà tình nhíu mày, nói, chết chưa hết tội. Phế đi thì sao? Quay đầu nhìn bọn người dạ đế, thản nhiên nói, các người muốn nói gì? Dạ đế nản lòng thoái chí, nói nghệ không bằng người còn có thể nói gì từ xưa đến nay chính là được làm vua thua làm giặc chúng ta không lời nào để nói kính xin đại nhân tha một mặt không hại người nhà tử tà tình thản nhiên nói lần này nếu chúng ta bại người nhà bên chúng ta sẽ như thế nào các người sẽ bỏ qua sao nàng cười lạnh một tiếng nói bây giờ trong thiên cơ thành đã khai chiến người của các ngươi với người của chúng ta bên kia bây giờ đang đánh đến máu văng tung tóe bên này các người lại muốn cầu xin tha thứ. Dạ đế thở dài một tiếng, nói, một, khi đã như vậy, xin mời đại nhân ra tay là được. Bây giờ bản thân bị trọng thương, không di động được, cho dù chạy tới, cũng đã không kịp ngăn cản. Còn có thể nói cái gì, tử tà tình đánh ra một trưởng, thoáng cái cuốn chấp pháp giả bát phẩm trí tôn đang điều tức kia, nát bét, điểm nhiên nói, ngươi cho rằng, ta liền không dám giết sạch cửu đại gia tộc các người. Hay là ngươi tưởng rằng, ta sẽ gặp trời phạt gì? mươi 1155, ta rời đi sau này gặp lại đả tự bởi mộc hà sa chuyện phun xin đại nhân lưu cho ra cắt hồ đồ một mạng bên kia vũ tuyệt thành dãy giụa kêu lên chuyện này còn chưa rõ ta chết không nhắm mắt lúc này vũ tuyệt thành có thể nói là đã bi ai đến cực điểm bị pháp tôn dùng trăm phương nghìn kế kéo ra tiếp theo đánh với ninh thiên nhai một trận sau đó lại bị kéo đến nơi này chủ trì đại trận nói là cái gì hạch tâm đại trận kết quả lại bị rút lấy bản mạng nguyên hồn ở nơi này Điều này làm cho Vũ Tuyệt Thành gần muốn tự sát rồi. Bản thân mình lại ngu ngốc như vậy sao? Đầu tiên là bị vị cửu kiếp kiếm chủ nào đó lợi dụng đến chết, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Sau đó lại bị vị pháp tôn này lợi dụng đến chết, và lại cũng là cam tâm tình nguyện. Vũ Tuyệt Thành bi phẫn đến cực điểm, pháp tôn lần này đánh lén cực kỳ độc ác. Song trưởng ngưng tụ toàn bộ tu vi hung hăng đánh tới, đó là e sợ nếu Vũ Tuyệt Thành không chết sẽ trả thù. Hiện tại Vũ Tuyệt Thành đan điền đã bị đánh vỡ, kinh mạch bị xé nát, cột sống bị đánh gãy, xương sườn cũng bị chặt đứt hơn 10 cái, ngay cả xương hông cũng bị chấn nát. Tùy tiện đổi là người khác, chỉ sợ ngay như Ninh Thiên Nhai, dưới tình huống này cũng lập tức chết oan chết uổng nhưng Vũ Tuyệt Thành, không ngờ lại không chết mà chỉ nằm trên mặt đất dậy không nổi. Nếu là thể đứng lên thì chỉ sợ Vũ Tuyệt Thành sớm đã bổ nhào tới. Vũ Tuyệt Thành một đời mạnh mẽ, tuyệt đối nhưng tại tràng đại chiến đồ đạo này, thần phong thần công chưa kịp đánh ra, Lưu Vân kiếm pháp chưa kịp sử dụng, đòn sát thủ kiếm cương còn chưa kịp phóng thích một lần đã bị đánh cho tàn tật hơn nữa còn là đấu tranh nội bộ chuyện này thật sự không thể không khiến người ta thở dài thiên ý trêu người không ngờ lại tới mức như này ngươi muốn hỏi hắn đây tử tà tình một cước đem ra các hồ đồ đá qua nói nề mặt mũi tổ tông ngươi hỏi nhanh một chút vũ tuyệt thành cố gắng ngẩng đầu lên chịu đựng nỗi đau đớn như thiên đao vạn quả thống khổ nói ra các hồ đồ kia ngươi ngươi cho ta nói một chút đại trận này Gia Cát Hồ Đồ cũng kiên cường nói, Người bị pháp tôn lừa rồi, ta cũng không phải là như vậy sao, hơn nữa còn phải làm bia đỡ đạn. Vũ Tuyệt Thành thẳng thắn nhìn hắn nói, đại trận này như thế nào? Gia Cát Hồ Đồ nói, thiên cơ tinh vân liệt thiên, đại trận xưa nay đều yêu cầu phải có bản mạng nguyên hồn, của một vị trí tôn đã ngoài bát phẩm đến chủ trì, một khi đại trận hoàn thành, thời điểm chấm dứt. Bản mạng nguyên hồn của vị cửu phẩm trí tôn này sẽ hoàn toàn tiêu tán đi. Bản nhân cũng sẽ đi đời nhà ma, đây cũng là lý do mà gia tộc Gia Cát chúng ta cho dù có được tòa này, đại trận cũng rất ít sử dụng, bát phẩm trí tôn, dù sao ai cũng không lãng phí được. Gia Cát Hồ Đồ thản nhiên nói, còn về lúc này đây, chính như Pháp Tôn Đại Nhân nói rồi, Vũ Đại Nhân nên vì đồ đạo mà hiến thân đi. Ha ha, chúng ta tự nhiên sẽ không nói cái gì. Vũ Tuyệt Thành trợn tròn hai mắt gào lên, vì, đồ đạo, hiến thân. Rồi đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụ máu tươi khắp huyết kêu lên, Pháp Tôn. Còn mẹ ngươi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, Vũ Tuyệt thành thổi nhỏ ra giáo rất nghiêm, ít khi nói tục nhưng lúc này lại vì tức giận quá mà không thèm lựa lời nữa rồi. Các ngươi tự sát đi. Tử tà tình nhìn đám dạ đế liếc mắt một cái rồi thản nhiên nói. Đám người dạ đế mặt xám như cho tàn, vị tử đại. Nhân này quả nhiên vẫn không chịu buông tha cho nhóm mình. Chậm đã bố lưu tình nói, tử đại nhân chậm đã, ta cho rằng nên giữ những người này lại. Sau trận chiến này, bọn họ toàn quân bị diệt, nếu không ai truyền tin tức trở về nữa đám dư nghiệt các gia tộc sẽ gây ra nhiều phong ba khác. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, còn có thể khởi phong ba gì nữa. Bên kia đã làm thịt hết rồi trên bầu trời tiếng sấm đã càng ngày càng gần. Tử tà tình ngẩng đầu nhìn lên nói, ta và bố lưu tình phải đi rồi. Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, hai người các ngươi mang Vũ Tuyệt Thành về đi. Đem Vũ Tuyệt Thành giao cho sở dương trị liệu một chút, dù sao cũng là hậu nhân của cố nhân ta, nếu có thể không phải chết thì hay là đừng cho hắn chết. Các ngươi cần bảo trọng nhiều hơn. Nói xong, nàng gọn gàng vung trưởng vỗ vào đầu ra cắt hồ đồ rồi một chân liên tục đá ra, dạ đế, tiêu sắt, diệp khinh sầu, lăng phong vân, bốn người trong phút chốc đã bị đá dập nát thân thể. Bố lưu tình cùng phong vũ nhu, nguyệt linh tuyết không kịp nói cái gì đã thấy phía chân trời có một mảnh tử vân, vọt đến với tốc độ rất nhanh. Tuy lúc này tuyết rơi đầu trời, nhưng trong khoảng cách ngàn dặm không ngờ vẫn có thể thấy được rõ ràng. Tử tà tình thét dài một tiếng rồi không đợi tử vân lao tới mà gào to một tiếng, bảo trọng, cáo tư rồi đột nhiên nhảy dựng người lên, thân ảnh bạch y hiểu điệu thoáng cái đã lên cao hơn trăm trượng và từ từ ngâm nói, tha nhật vân đoan như tương kiến, thỉnh quân giang nam tảo lạc hoa. Sau đó hai tay giang ra quát, mở, suy một tiếng, bầu trời bị xé rách, thân thể tử tà tình chợt lóe lên rồi tiến vào, ngay sau đó chỉ còn âm thanh từ trên chín tầng mây vọng lại, ta đi đây. Ba người phong nguyệt cùng Vũ Tuyệt Thành đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này, Vũ Tuyệt Thành chỉ muốn hung hăng đập vào đầu mình mấy cái. Mẹ nó, rốt cuộc đã có bao nhiêu thằng động kinh tới tham gia trận chiến đồ đạo, để giết vị đại đạo cường giả này. Đây đâu phải là đại đạo cường giả bình thường mà rõ ràng là, đỉnh phong đại đạo cường giả có thể xé rách hư không mà ngao du thiên địa rồi. Bản thân mình lá gan cũng đúng là khá lớn. Phía chân trời, tử vân mang theo tiếng sấm mơ hồ đã đến trên đỉnh đầu. Bố lưu tình hình như có sở ngộ, mỉm cười lấy từ trong lòng ra một cái giới chỉ nói, đây là món đồ nhỏ ta chuẩn bị tiểu đồ khinh vũ, nhị đệ, phiền ngươi khi nào trở về giao cho nó đi. Nguyệt Linh Tuyết kinh ngạc tiếp nhận giới chỉ nói, đại ca, người bảo trọng. Bố Lưu Tình đưa ánh mắt hoài niệm ngắm lại cả vùng đất này, rồi lắc đầu cười khẽ nói, không muốn đi rồi lại muốn đi, thật không muốn đi rồi lại không thể không đi. Ha ha, ta ở phía trên dò đường trước cho các ngươi. Chờ sau khi các ngươi đến cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu thấy lão chữ thì nói cho hắn biết, chuyện tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ một vạn bốn ngàn năm qua, kỳ thật ta sớm đã biết rằng ta không bằng hắn nhưng lúc này đây, ta lại thắng một bậc, ha ha, ta ở phía trên chờ hắn tới tìm ta tính sổ. Bố Lưu Tình còn chưa nói xong, thì một đạo tử quang đã từ trên đám mây rơi xuống, rồi một thanh âm hùng hậu ở trên tử vân quát lớn, là ai đã nghiền nát hư không? Là ai, mở ta đại đạo chi môn? Bố Lưu Tình ngửa đầu lớn tiếng nói, là ta. Thanh âm kia lạnh lùng nói, là ngươi, nếu đã mở ra đại đạo cho môn thì sao còn không tiến vào? Sau đó một đạo tử quang từ trên đám mây rủ xuống, soạt một tiếng rừng ở trước người bố lưu tình rồi không ngờ biến thành một cái thang màu tím không biết cao bao nhiêu bố lưu tình chắp tay rồi người nhẹ nhàng leo lên thang đám nguyệt linh đồng thời kêu to đại ca bảo trọng lời còn chưa dứt thì sư một tiếng cái thang trời màu tím kia đột nhiên biến mất ngay tiếp theo mang theo bố lưu tình biến mất cùng ngay sau đó đạo tử vân kia còn xoay quanh trong không trung một hồi tựa như đang tìm kiếm cái gì thật lâu sau vẫn không chịu rời đi bọn phong nguyệt biết đây là đang tìm kiếm tử tà tình nhưng tử tà tình đã sớm đi rồi. Hắn ngay cả có thân thông quảng đại thì sao tìm được chứ? Sau khi tìm kiếm nửa ngày mà không có kết quả, đạo tử vân rốt cục từ từ rời đi. Bố lưu tình đứng ở trên tử vân, lại cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn ngăn cách với thiên địa. Có tâm muốn nhìn mà không nhìn không thấy, đập vào mắt duy chỉ có một mảnh màu tím, thì không khỏi thở dài một tiếng rồi nhắm hai mắt lại. Không biết ngoài cửu trọng thiên là thế giới như thế nào? Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu hai tay ôm quyền, đứng trang nghiêm nhìn theo hướng bố lưu tình rời đi rồi hai người đều đột nhiên thở dài một hơi bố đại ca một mình tiến đến thật không hiểu là phúc hay họa phong vũ nhu đôi mắt có chút đỏ lên nói nhiều năm như vậy không có một vị đại ca như vậy thật tình chiếu cố hiện giờ vừa mới có thì lại đi mất rồi nguyệt linh tuyết xúc động nói không tệ nguyên bản ta còn tưởng rằng bố đại ca lạnh lùng bạc tình nhưng một khi kết giao mới phát hiện ra bố đại ca lại là một vị hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa như thế Trở về đi thôi Phong Vũ Nhu kinh ngạc đứng một hồi rồi thấp giọng nói. Hai người vốn không chết cũng trọng thương, nhưng sau khi tử tà tình đến lại cho hai người sử dụng cửu trọng đan, lúc này cửu trọng đan đang vận chuyển trong đan điền cùng với thể hồng mông, tử vân trong cơ lập tức hòa hợp nhất thể nên hiện tại miễn cưỡng có thể hành động. Đương nhiên, nếu muốn gia nhập chiến đấu thì còn cần một đoạn thời gian dài nữa. Sinh mệnh căn cơ cùng căn nguyên tổn thất của một vị cửu phẩm đỉnh phong trí tôn, cũng không phải là một viên thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn hai người đi tới chỗ Vũ Tuyệt Thành thì thấy Vũ Tuyệt Thành hai mắt nhắm nghiền, trong mắt có nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Vũ Đại Nhân, nếu như còn có thể chịu đựng được thì tại hạ cõng ngươi trở về. Nguyệt Linh Tuyết ấy nay nói, nơi này hẻo lánh, không có xe ngựa. Xin Vũ Đại Nhân nhẫn nại một chút. Vũ Tuyệt Thành xương sống dập nát, xương hông dập nát, căn bản không thể di động được nên Nguyệt Linh Tuyết phải cõng hắn trở về. Tuy nhiên chỉ cần trên đoạn đường này, Vũ Tuyệt Thành đã đủ chết đi sống lại trên dưới 100 lần rồi vũ tuyệt thành cắn răng nói vậy liền phiền toái hiền khang lệ rồi vũ mỗ bây giờ còn không thể chết được không tìm pháp tôn báo thù này ta chết không nhắm mắt nguyệt linh tuyết hiểu được gật đầu vũ tuyệt thành nghẹn khuất bọn họ hoàn toàn có thể cảm động lây bởi vì sau hơn một vạn năm bản thân phu thê hai người cũng bị lừa tới đây nguyệt linh tuyết lại điều tức rồi một hồi sau khi cảm giác khôi phục được vài phần khí lực thì mới cởi mấy bộ y phục trên tử thi dưới đất hắn dùng một bộ còn lại buộc vũ tuyệt thành lên lưng hai người hiện có suy nghĩ rất đơn giản nếu Vũ Tuyệt Thành hiện tại cùng Pháp Tôn có đại thù, thì tương lại chính mình sẽ có thêm một trợ thủ, cũng không tệ. Hai người tuy rằng khá cần. Thật nhưng Vũ Tuyệt Thành, bị thương thật sự quá nặng nên khẽ động một cái thì hắn lại kêu rên một tiếng, hôn mê bất tỉnh rồi lại tỉnh rồi tiếp theo lại ngất đi. Một khi tỉnh lại hắn bắt đầu lại phiều phào không dứt nghiến răng nghiến lợi mắng Pháp Tôn. Ô ngôn uế ngữ khiến Phong Vũ Nhu nghe được phải đỏ bừng cả mặt, nhưng lại biết, hắn hiện tại thật sự cần sinh mệnh chi hỏa, phải dựa vào cừu hận này chống đỡ, vạn nhất câm mồm không mắng thì chỉ sợ sẽ chết đi mất. Hai người thật cẩn thận nâng hắn lên rồi chậm rãi đi xuống núi. Ba vị cửu phẩm đỉnh phong trí tôn lúc này, chạy đi tốc độ so với người thường còn không bằng. Giờ phút này, trong thiên cơ thành đang đánh đến long trời lở đất. Chương 1156, các huynh đệ, chúng ta chiến đấu nào? Đả tự bởi, mộc hà xa chuyện phun lan hương viên. Từ khi tử tà tình đi rồi, sở dương liền tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Căng thẳng bố trí, trong lan hương viên, tổng cộng còn có 9 người, Sở Dương, Ô Thiến Thiến, Mạc khinh Vũ, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi, Mạnh Siêu Nhiên, Sở Nhạc Nhi. Hơn nữa, còn có một dạ sơ thần. Trong đó, Sở Dương mấy ngày hôm trước vừa mới đột phá kiếm trung thánh quân thất phẩm, Đồng Vô Thương vừa mới đột phá đến đao trung thánh quân thất phẩm, Nhuế Bất Thông thánh cấp ngũ phẩm, Mạc Lệ Nhi thánh cấp thất phẩm hậu kỳ. Ô thiến thiến thánh cấp lục phẩm, mà khinh vũ thánh cấp nhất phẩm, sở nhạc nhi tu vi chính là thánh cấp tam phẩm nhưng kinh nghiệm thực chiến khụ khỏi phải hỏi trong mọi người ở đây sức chiến đấu yếu nhất chính là sư phụ sở dương mạnh siêu nhiên thánh cấp nhất phẩm hơn nữa trong đoạn thời gian này dùng thiên nhất thần công đột phá đây không thể không nói chính là một việc làm cho người khác không được tự nhiên nhất là đương sự mạnh siêu nhiên lại càng thêm không tự tại mới đúng nhưng mạnh siêu nhiên vẫn bình thản ung dung như căn bản không cảm thấy có cái gì không tự nhiên cả Tựa hồ đối với chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen vậy, động dạng liền động dạng, không để trong lòng chút nào. Phần hàm dưỡng này làm cho chúng tiểu bối đều bội phục không thôi. Dù sao, không phải ai cũng có thể đối mặt với xấu hổ như vậy. Sở Dương dễ dàng thiết kế xong bố trí thứ nhất, đó chính là đòn sát thủ của Sở Dương, cái này đương nhiên chính là Sở Nhạc Nhi rồi. Độc công của Sở Nhạc Nhi, hiện tại đã đến thánh cấp nhưng kinh nghiệm thực chiến tự nhiên là một chút đều không có. Còn về thi độc hại nhân thì lại càng chưa một lần nào nhưng bên người nàng có một sở dương mà trong thân thể sở dương còn có kiếm linh ba người này gộp lại uy lực quả thực có thể so với vũ tuyệt thành càng thêm khủng bố là sở dương bây giờ có được độc dược cho dù là vũ tuyệt thành cũng theo không kịp thiên hạ kỳ độc gần như đều ở sở dương nắm giữ độc của độc long giao độc của nhân diện thải hồng chi chu hắc huyết độc tâm đằng độc tính về về ngoại trừ cấu giao xuân độc ra các độc dược khác sở dương đã cống hiến rồi ra toàn bộ lúc này là nguy cơ lớn nhất cuộc đời hắn toàn bộ lan hương viên ba tầng trong ba tầng ngoài sở dương đã chỉ huy sở nhạc nhi dùng vạn độc huyền công vô sắc vô vị bố trí vài đạo phòng tuyến vô ảnh độc vô sắc độc vô vị độc hỗn hợp độc v v nhất là nơi phòng ở của dạ sơ thần từ trên không trung đến mặt đất từ trong ra ngoài đều bỏ thêm vài tầng những độc chất này đối phó với tồn tại cấp trí tôn thì vô dụng bởi vì hộ thân nguyên khí trí tôn có thể hóa giải tất cả độc tố nhưng đối với cấp dưới trí tôn thì vui lớn rồi nói ngắn gọn đợi sau khi sở nhạc nhi dừng tay lại thì độc công của nàng đã bị sở dương sử dụng mất ba lần biến hao tổn ư không sao ăn cửu trọng đan xong lại thi triển một lần nữa tiểu nha đầu mệt đến mức mặt trắng bệch đương nhiên vừa bố trí độc công sở dương cũng không nhàn rỗi đem binh khí của đám ô thiến thiến nhuế bất thông mà khinh vũ mạnh siêu nhiên còn có mặc lệ nhi cùng đồng vô thương thu vào mà rèn luyện một lần nữa việc quan trọng cần có lợi khí đến lúc xong xuôi thì sắc trời đã tờ mờ sáng sở dương tiến hành phân tổ chiến đấu gồm mạnh siêu nhiên ô thiến thiến mặc lệ nhi sở nhạc nhi mà khinh vũ thủ hộ dạ sơ thần còn việc khác không cần quan tâm ứng địch cũng chỉ có mình hắn và đồng vô thương với nhuế bất thông dưới sự đề nghị của đồng vô thương cùng yêu cầu mạnh mẽ từ nhuế bất thông nhuế bất thông được đảm nhiệm đạo phòng tuyến thứ nhất đại môn lúc này thánh cấp ngũ phẩm tu vi nhuế bất thông thành mũi đao nhọn nhuế bất thông xoa tay khoác lác không biết ngượng nói trừ phi bọn họ hôm nay không đến chỉ cần đến đây, bổn đại gia ít nhất phải đánh chết ba lượt. Nhờ đó gia tăng công lực để cho bọn họ nhìn xem, bản thần thâu lợi hại thế nào. Những lời này làm cho đám sở dương và đồng vô thương, mặc lệ nhi không biết nói gì, trên bầu trời tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Trong thiên địa là một mảnh yên tĩnh tràn đầy nhu hoa, rốt cục, trên tuyết trắng đã có tiếng bước chân từ xa vọng, đến rồi vô số bóng người từ từ kéo đến, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt trầm trọng. Mỗi một đội có hơn 10 người, Màu đen là dạ da, màu xanh là tiêu da, xanh đậm là lan da, màu trắng là lăng da, màu xanh nhạt là thạch da, màu tím là diệp da, áo như áo tang là da cắt da, màu vàng là trần da. Người của bát đại gia tộc tựa như là một quả núi lớn nặng nề áp đến. Người cầm đầu dạ da chính là dạ sắc, một vị tam phẩm trí tôn và cả đội ngũ này cũng do hắn cầm đầu. Trong cả đội ngũ, cũng chỉ có hắn là trí tôn còn các trí tôn khác đã đi tinh vân sơn, để đồ đạo rồi, dạ sắc cũng mạnh mẽ yêu cầu cho mình tự đến chém giết mạnh siêu nhiên. Dạ thí vũ thì chui xuống cuối đội mũ dạ ra, dạ, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Tiêu gia dạ thì lại do một vị bát phẩm thánh cấp dẫn đội, tiêu gia dạ công tử trong một hồi hỗn chiến trước đó đã chết, lan gua và lăng gia cũng vậy. Dẫn đội diệp gia dạ chính là diệp mộng sắc. Dẫn đội thạch gia dạ là một vị công tử thạch thị gia tộc tên là thạch thiên chiếu, gia cát gia tự nhiên là gia cát trường trường dẫn đội. Trần gia bị hố một lần rồi cho nên, lần này cũng không cho cậu ấm đời sau đi dẫn đội nữa mọi người tụ cùng một chỗ tự nhiên là dạ ra một nhà độc đại gia cát gia tộc thân là địa chủ ở thứ hai diệp gia và thạch gia có huyết mạch dòng chính chủ trì nên ở vào vị trí thứ ba và thứ tư tứ gia tộc khác trong trận chiến này kỳ thật chỉ là tham gia đánh hôi mà thôi một trận chiến thế này mà khiến chúng ta phải xuất động lực lượng lớn như vậy sao thạch thiên chiếu có chút bất mãn nói thầm ngay cả một cao thủ cũng không có nghe nói sở dương kia mới chỉ là quân cấp nhất phẩm ngươi xem chúng ta những người này hắn quay đầu lại, lấy tay chỉ một vòng rồi lắc đầu cười khổ nói, tu vi thấp nhất đều là quân cấp cửu phẩm. Tùy tiện cho một người đi vào là xong thôi. Gia Cát Trường Trường cười nhạt nói, ý thạch huynh chính là chỉ cần thạch ra các ngươi là đủ rồi. Thạch thiên chiếu việc nhân đức không nhường ai nên liền gật đầu nói, ta cảm thấy một mình ta là đủ rồi. Các ngươi, những nhà khác thật sự có thể ngồi một bên uống trà chờ đợi đi. Vậy, ý thạch huynh là công lao này chỉ dành cho một mình ngươi độc hưởng. Gia Cát Trường Trường cục mắt xuống lầm bẩm nói, Thạch Thiên Chiếu hư một tiếng nhưng không thèm nói lại. Thực ra ra các trường trường nói những lời này, cũng thể hiện tâm lý của các đại gia tộc đang không tự hạ thấp giá trị của mình, khi cho nhiều người như vậy đến đối phó với Sở Dương. Thực lực của Sở Dương cũng không tính là cái gì nhưng lại đại, biểu cho một thế lực cường đại mới. Để đối phó với Sở Dương, các thế lực đã phải xuất động tới hơn 700 vị trí tôn đi bao vây tiêu diệt. Cái này nếu chỉ dùng hai chữ cường đại, liệu đã đủ hình dung, bên kia cố nhiên là có các trí tôn đi bao vây tiêu diệt nhưng mấu chốt chân chính lại là ở nơi này. Bởi vì sở dương mới là hạch tâm của thế lực mới này, cho nên sống chết của sở dương có ý nghĩa rất quan trọng. Tuyệt đối là một công lớn. Công lớn như thế ai mà chịu nhường cho kẻ khác chứ? Mắt thấy đã đi tới lan hương viên, mọi người lại phát sinh tranh chấp. Kẻ nào cũng muốn ra tay trước bởi vì tất cả mọi người đều nắm chắc, dù ai ra tay trước thì những người khác đều không còn có cơ hội ra tay nữa. Tuy nhiên ngay lúc này, đại môn lan hương viên lại mở ra, rồi một tiểu tử người gầy tong teo từ bên trong cửa đi ra trong tay hắn cầm một thanh đoản kiếm hàn quang chớp động đứng trước cửa hướng về đám người nhe răng nhếch miệng cười nói con mẹ tổ tông các ngươi đến đây thật à một câu nói này lập tức làm cho mọi người kinh ngạc đồng thời tức giận đền bề phổi chuyện được copy tại thật lâu rồi chưa thấy kẻ nào hỗn đản như vậy ngay cả hỏi han cũng không hỏi một tiếng mà trực tiếp chửi bới luôn mặc dù đám người này đến đây cũng chẳng có ý đồ gì tốt cả ngươi là ai thạch thiên chiếu dành trước nói ra lão tử họ nhuế nhuế bất thông bĩu môi một cái rồi đột nhiên ngửa đầu kêu to ngao ô ngao ô mọi người trợn mắt há hốc mồm hỗn trướng này chẳng lẽ là một con sói thành tinh tuy nhiên mới vừa nghĩ như vậy thì chợt nghe nhuế bất thông lại thay đổi âm thanh rít gào nói cầu đại di cầu đại di thạch thiên chiếu buồn bực không thôi thằng này rút cuộc là thần kinh hay sao vậy tuy nhiên hắn lại không biết trong lan hương viên sở dương và đồng vô thương khi nghe được tiếng ngao ô cầu đại di này thì trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười ấm áp ngầm hiểu. Nhuế bất thông hiện tại đang học theo la khắc địch và kỷ mặc, xem ra vị này nhuế thần thâu này có chút nhớ nhung các huynh đệ rồi. Đứng trước kẻ địch bắt đầu bắt trước thói quen của các huynh đệ. Nhuế bất thông kêu xong thì đột nhiên khí chất cả người biến đổi, trở nên nho nhã hơn, hắn cười cười rồi hai tay chắp sau lưng, ổn trọng bước đi thong thả hai bước, trong mắt bắn ra hào quang trí tuệ nói, mặc cho ngươi có thiên quan vạn mã, ta chỉ cần nhất kế là phá tan. Bên trong sở dương cười cười, đây là mạc thiên cơ à? Đồng vô thương cũng ha ha cười. Thạch thiên chiếu cả giận nói, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Nhuế bất thông dưới người một cái, thân thể đột nhiên trở nên cao ngất, cô độc lạnh lùng, lợi hại mà nghiêm nghị, từ hai mắt kiếm phong như bắn ra nhìn thẳng vào thạch thiên chiếu, một cỗ kiếm ý phát ra, trong tiếng kiếm ngân chậm rãi nói, nhất kiếm hoành không hướng điên phong, sinh tử thắng bại chuyển đầu không, thiên nhai hà sử chi âm thưởng, dục hồi thủ thì dĩ vong tình tạm dịch, một kiếm ngang trời hướng đỉnh phong, sinh tử thắng bại chỉ là không, thiên nhai nơi nào, chi âm có thấu, một khi quay đầu tình đã dứt. Lúc này đây, bên trong sở dương và đồng vô thương lại không cười mà ngược lại lộ ra vẻ thân thiết. Cố độc hành, nhưng bát đại gia tộc đối diện với nhuế bất thông thì lại ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, rốt cuộc là làm sao thế này? Sau khi đi ra mắng một câu, sau đó lại liên tiếp thay đổi bốn loại hình thái, bốn loại khẩu khí, hắn đang hát kịch sao, lúc này lại, thấy nhuế bất thông đối diện duỗi ngón tay ra làm ra một thủ thế niêm hoa vi tiếu hai mắt ôn nhí nhìn ngón tay mình lưu luyến nói quỳnh hoa xuất bách hoa tận bỗng nhiên thần thái lại biến đổi trở nên ngông nghênh như đá lởm chởm cao chót vót bá đạo quát to thiên hạ có ai không nhận ra tà công tử ta thạch thiên chiếu trào phúng nói nguyên lai là tà công tử thật là đủ tà tà và bệnh thần kinh như nhau đã thế lại thấy nhuế bất thông ha ha cười rồi đột nhiên chuyển sang tư thế soi gương hai mắt đánh giá mình một hồi, môi chiều ra rồi rất thật thà hỏi Thạch Thiên Chiếu, ngươi xem ra có đẹp trai không? Có phải là rất tuấn tú không? Những lời này vừa nói ra, ngay cả Mạnh Siêu Nhiên cũng nhịn không được nở nụ cười. Sở Dương và Đồng Vô Thương thì vỗ đùi cười ha ha, thanh âm này giống như đúc, đúng là thanh âm của đàm đàm kia. Đối diện, vị tam phẩm trí tôn dạ sắc cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người trong lòng đều thở dài một trận, thật là xui xẻo. Đang đằng sát khí tới giết địch thì lại gặp phải một tên điên. Đúng lúc này, chỉ nghe kẻ điên đối diện quát, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giết địch. Chiến đấu đi. mươi 1157, trong tay có trường đao, cười chém đầu võ thánh. Đả tự bởi, mộc hà sa, chuyện phun nhuế bất thông nói xong liền đột nhiên nhìn Thạch Thiên Chiếu cười nói, ngươi tên là gì? Thạch Thiên Chiếu ngẩn ra nói, Thạch Thiên Chiếu. Nhuế bất thông chậm rãi gật đầu nói, Thạch Thiên Chiếu. Ân, ta đã biết rồi. Ngươi chết đi. Trường kiếm liền lao đến, Đám người Thạch Thiên Chiếu đã sớm nhìn ra, kẻ trước mặt này mặc dù có chút si ngốc, điên điên khùng khùng nhưng lại là một cao thủ, thấp nhất cũng là thánh cấp tu vi, bởi vậy đều đã âm thầm đề phòng. Tuy nhiên cũng không giống như tưởng tượng, hắn tiếp đó cũng không ra tay luôn, một khắc trước còn giả ngây giả dại thì ngay sau đó bắt đầu hỏi tính danh và tiếp theo liền động thủ. Đối diện với kiếm phong phát lạnh, Thạch Thiên Chiếu mau lui ra, ở phía sau hắn hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ lập tức đón lấy. Thường thường hai tiếng hai gã rút kiếm ra khỏi vỏ trên mặt mang theo một chút châm chọc tu vi hai người bọn họ so với nhuế bất thông thì cao hơn cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra kẻ trước mặt này chỉ là một thánh cấp ngũ phẩm mà thôi đối với hai người mà nói thật sự là một bữa ăn sáng nha nhuế bất thông gào thét lớn xông lên thanh âm cao vút quái hình quái trạng rất có một phong thái ta có chết cũng muốn có kẻ đi theo phong thái rất bi tráng hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ hung hăng đâm một kiếm ra ngoài kiếm quang run lên trên không trung trượt hiện lên một đạo sĩ bạch nhuế bất thông toàn thân lao đến đoàn kiếm không sợ hãi chút nào đón nhận hai thanh trường kiếm trong mắt hai vị lục phẩm thánh cấp lộ ra vẻ tàn khốc ngũ phẩm lại dám đánh lục phẩm thật sự là chán sống rồi xem ra chúng ta một kiếm sẽ đem ngươi trực tiếp đánh ngã bốn phía mọi người đều có nhãn lực cao minh nên đều biết một trận chiến này tuyệt đối không thể nào thua ai nấy đều ôm tay cười nhìn tựa như đang nhìn hai con đại khôi lăng đang trà đạp một con thỏ trắng nhỏ bé dưới con mắt mọi người nhìn chừng chừng, tam kiếm tương giao, hai dài một ngắn. Sát sát, hai tiếng kiếm dao vang lên, giống như là một thanh trường kiếm sắc bén chém đứt hai thanh gỗ vậy. Trong mắt hai vị thánh cấp cao thủ không thể tin được, hai thanh kiếm trong phút chốc đã bị chém gãy, ngay sau đó đoản kiếm của Nhuế Bất Thông, liền giống như độc long hung hăng sạch qua cổ họng bọn họ, huyết quang tóe ra, ngay lúc đó Nhuế Bất Thông không nói gì mà liền vọt vào đám người. Soạt soạt soạt. Lần này thật sự là kỳ biến xuất hiện. Tất cả mọi người thật không ngờ, đoạn kiếm trong tay nhuế bất thông dĩ nhiên là một thanh thần binh lợi khí. Không chỉ có hai vị lục phẩm thánh cấp bất ngờ không đề phòng gặp độc thủ, mà đám người phía sau hắn cơ bản đều ôm tay xem kịch vui. Nay đột nhiên bị tiếp cận, hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ đối mặt, với một gã ngũ phẩm thánh cấp lại không cản được một chiêu đã chết bỏ mạng, cả đám không đề phòng bị nhuế bất thông vọt vào. Lần này thật sự là hổ vào bầy dê. Mọi người vốn tuyệt đối không đến mức vô dụng như vậy, nhưng hiện tại chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhuế bất thông một phen huy động đoàn kiếm soạt 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 liền cắt đứt cổ bảy tám người, đâm vào tim năm sáu người, còn có vài tên bị nhuế bất thông chém đứt tay chân. Huyết quang tận trời, mặt đất đầy tuyết trắng lúc này là một mảnh tiên diễm. Nhuế bất thông cuồng khiếu mà tiếp tục xông vào, một đường đánh thọc sâu, ven đường toàn là tiếng đinh đinh đang đang, không biết bao nhiêu binh khí đã bị hắn chặt đứt, nhưng rốt cục hắn đã bị ngăn lại và rơi vào trong vòng vây trùng trùng thạch thiên chiếu chẳng khác gì là vừa nhặt lại được một mạng cả người đầy mồ hôi lạnh chảy dòng dòng nghĩ mà sợ hãi không thôi nếu không phải gia tộc mình cho hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ đi lên cản trở đồng thời bản thân hắn lắc mình thối lui sang một bên thì giờ khắc này mình đã biến thành bảy tám đoạn rồi giờ phút này hồn vía chưa định lại đã điên cuồng giống to cùng tiến lên giết hắn đi giết hắn đi giết hắn 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 tuy nhiên không cần hắn nói các vị cao thủ đã đồng loạt xông lên đao kiếm quyền trưởng đồng thời ra tay nhuế bất thông điên cuồng kêu to điên cuồng chiến đấu dĩ đả thương đổi đả thương lấy mạng đổi mạng lão tử nếu đã ra đây sẽ không tính còn sống trở về giết 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 cơ hồ là trong nháy mắt trên người hắn đầy máu không biết đã trúng nhiều bao nhiêu kiếm vài vị thánh cấp cao thủ đồng loạt ra tay điên cuồng xuất trưởng bịch một tiếng nhuế bất thông chúng trưởng bèn đưa tay bẻ đoàn kiếm trong tay mình thành hai đoạn rồi cười ha ha nói lão tử đã cận kề cái chết cũng không có các ngươi lấy chuôi kiếm này ta hủy nó đi lời còn chưa dứt, hắn đã như tú cầu bị ném lên giữa không trung, cả người đầy máu tươi ùng ục xối ra, người đã không còn khí tức nữa. Mọi người đều có loại tâm tư này, thần binh như thế có ai mà không mơ ước chứ? Tuy nhiên lúc hắn phải chết thì lại đem thanh kiếm này hủy đu. Đây thật sự là hỗn đản tới cực điểm. Các vị thánh cấp cao thủ đều hồn hển sông lên, rầm 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 vài tiếng, toàn thân thể nhuế bất thông đã bị đánh thành một đống thịt nhão, nhưng một trận chém giết này hắn đã giết chết được 23 cao thủ và đánh cho năm người tàn tật nguồn chu yên phun. Bên trong lan hương viên, sở dương tuy rằng biết rõ bản lĩnh bất tử của nhuế bất thông, như khóe mắt vẫn như rách ra, cơ hồ muốn lao ra ngoài. Đồng vô thương giữ hắn lại nói, không có việc gì đâu. Thấy nhuế bất thông đã chết, đám người thạch thiên chiếu cũng không thể nhẫn nại nữa gầm rú, xông vào, giết sở dương. Tất cả gào thét rồi như thủy triều lao đến. Bịch một tiếng đá văng đại môn, còn có người lăng không bay lên, từ phía trên không trung bay vào. Diện tích của Lan Hương Viên không lớn nên trong phút chốc đã chất đầy người rồi. Chỉ có nhân mã của Diệp gia và Dạ gia, hai đại gia tộc này là khinh thường việc tranh chấp nên ở lại bên ngoài. Ngay sau đó, rầm 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 uỳnh, tất cả nhân mã từ trên không trung bay vào, ngay cả cao thủ dưới thánh cấp bát phẩm đều đột nhiên rơi xuống bình bịch, sau khi rơi xuống mặt đất thì đã không còn hô hấp rồi. Còn đám đi vào trên mặt đất thì tu vi khá thấp nên thân mình lay động một chút rồi đột nhiên ngã sấp xuống, cả người lập tức xanh tím, hô hấp hoàn toàn chấm dứt mọi người đại kinh thất sắc. Kịch độc, đáng chết, lui mau. Đám người lại như thủy chiều lui ra ngoài. Bọn người thạch thiên chiếu và ra các trường trường, trên thân có bảo vật tránh độc nên không trúng độc, nhưng đã sợ tới mức đại tiểu tiện gần như không thể khống chế được. Tổng cộng có hơn 500 người thì một lớp sông vào lần này gần 400, nhưng trước mắt đi ra lại không còn tới 50 người. 350 người nằm ngổn ngang trên mặt tuyết trong lan hương viên, các màu quần áo đều có, cứ như vậy mà nằm ở bên trong, sắc mặt, xanh lét tím tái và không còn hô hấp nữa. Trước mắt bao người, một thiếu niên dáng người khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở cửa lan hương viên. Hắn vừa xuất hiện, khí thế giống như là một tòa núi cao hùng vĩ. Hắn chỉ vừa đứng như vậy nhưng khí chất uyên đình nhạc trì, trời sinh hào hùng cứ như vậy mà triển lộ ra, tay phải cầm theo một thanh đại đao màu đen. Hắn ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt ra ngoài cửa một cái, tựa như không nhìn thấy ai ngoài cửa vậy mà chậm rãi đi, đến cạnh đám tử thi nằm lăn lóc trong viện rồi đột nhiên giơ tay lên, nhổ một bãi nước miếng vào lòng bàn tay rồi thì Thảo nói, lão đại đã nói rồi, muốn chứng minh địch nhân đã chết, thì tốt nhất là phải chặt bỏ đầu hắn xem hắn còn động đậy hay không. Sau đó hắn nâng đao lên, trên mặt đất, một cái thi thể áo xanh đã bị hắn băm xuống đầu, sau đó thân mình hắn lập tức bay múa hóa thành một đạo thiểm điện bay lượn trong viện, hơn 300 cỗ thi thể bị hắn dùng đao chém xuống đầu, sau đó đá một cước, hơn 300 cái đầu chứ như vậy chồng chất ở trong sân cao thành một đống. Sau khi hoàn thành tất cả, Hắn đột nhiên vung đao thét dài và cười ha ha nói, trong tay có trường đao, cười chém đầu võ thánh, "Thống khoái, thống khoái." Ngoài cửa, đám người Thạch Thiên Chiếu nhìn đang muốn giận dữ mắng mỏ thì đột nhiên bang bang vài tiếng, vài tên thất phẩm võ thánh đi theo bên người hắn thân mình chợt lay động rồi gục xuống, sau đó số người ngã xuống càng lúc càng nhiều. Trong đám người xông vào rồi rút ra lại tiếp tục ngã xuống, lúc này chỉ còn có gần 30 người. Tuy nhiên người nào người ấy sắc mặt xanh lét tím tái run rẩy vài cái rồi sẽ không còn hô hấp, chỉ có vài vị thất phẩm thánh cấp là, còn thống khổ hấp hối hồi lâu rồi mới ngừng thở. Tuy bọn họ tu vi thâm hậu, nhưng vẫn không chống cự nổi mấy chục loại thiên hạ tuyệt độc do sở dương, bố trí cùng nhau phát tác. Từ cửa lớn xông vào trong viện, cũng đã ít nhất chúng đến ba lượt độc, có chạy ra được thì cũng đã trúng độc, đến hiện tại đã nhịn không được nữa rồi. Lúc này trong số xông vào chỉ còn có 24 người còn đứng được. Những người này đều có tu vi ngoài bát phẩm võ thánh, người nào cũng có đủ tu vi để ngăn cản độc vụ, nhưng 350 người với 24 người, cái này tương phản thật lớn và làm cho mỗi người đều cơ hồ hỏng mất, biến hóa này quá mức đột ngột làm cho mọi người đều phát run. Vô số bông tuyết rơi xuống bám vào trên mặt, thấm sâu vào xương khiến cho mọi người đều cảm giác tâm mình giống như, đóa hoa tuyết này vậy. Ánh mắt lộ ra sợ hãi, đây là độc gì vậy? Sao bá đạo như thế? Tất cả mọi người đều lạnh lẽo nhìn vào trong viện nhưng không ai chú ý tới, phía sau chúng có một khối thi thể nát đang nhàn nhạt, nhạt phát ra hồng quang loáng thoáng. Đồng vô thương chém xong đầu người thì đi lên phía trước vài bước, đao phong trong tay hạ xuống cắm xuống sân viện, hai tay cầm chuôi đao ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, một cỗ khí tức uy mãnh cứ như vậy, từ trên người hắn thản nhiên phát ra đồng thời hét to một tiếng, ai tới chịu chết. Theo một tiếng hét lớn này, một cỗ đao ý lăng lệ mạnh mẽ phá không mà đến, đứng phía trước là một vị thánh cấp bát phẩm cao thủ lan ra, bị cỗ đao ý lăng lệ này, đánh vào thì chỉ cảm thấy ngực đau nhói rồi oa một tiếng phun ra một ngụ máu tươi. Dạ thí Vũ sắc mặt trầm trọng lẩm bẩm nói, "Trung đao thánh quân, thấp nhất cũng là thất phẩm." Diệp Mộng sắc buồn bã thở dài nói, lúc đầu nhìn, thấy hắn chỉ là một vị đao hoàng, giờ phút này đã là thánh quân. Lúc ấy, dạ cảm thấy người này tiền đồ bất khả hạn lượng nên cực lực mời chào, nhưng lại bị chấp pháp giả giành trước một bước, nhưng cũng thật không ngờ tốc độ tiến cảnh của hắn lại kinh khủng đến thế. Tuy nhiên lúc này, dạ ra dạ, dạ sắc đi lên phía trước một bước, hai tay giang ra rồi oanh một tiếng, hàng rào tứ phía của lan hương viên đồng loạt sập xuống gạch đá bay tán loạn ra ngoài nơi này liền biến thánh một mảnh đất bằng phẳng hai tay của hắn không ngừng bay múa trên không trung đột nhiên nổi trận gió to trận gió mang theo vô số bông tuyết hướng về phía lan hương viên điên cuồng bay tới thổi trùm lên đống đầu người và thi thể trong viện thoáng cái tất cả đều biến mất sạch sẽ mọi người ánh mắt sáng ngời trải qua lần này cho dù độc vụ có lợi hại cũng đã bị tẩy đi rồi chương 1158, một đao nơi tay, ngàn quân lui tránh. Đả tự bởi, Mộc Hà xa chuyện phun dạ sắc khoái miệng mang theo tia cười lạnh, hai tay liên tục vũ động kéo kình phong cứ như vậy, đem lan hương viên thu dọn sạch sẽ. Ngay cả giàn hoa và bàn đá trong viện đều chẳng biết đi đâu mất. Gió to liên tục thổi mạnh, ước chừng rằng có hết một nén hương công phu. Đồng vô thương hai tay cầm đao, lù lù đứng bất động. Quần áo trên không trung phần phật bay múa nhưng trong mắt đao ý vẫn như trước, cả người đao khí nghiêm mật, đồ sộ như núi hùng hồn bất động trong phòng mạnh siêu nhiên tán thưởng một tiếng nói vô thương có cái trí khí hồn nhiên thiên thành thật là cái thế hào hùng mặc lệ nhi trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười kiêu ngạo mím môi nở nụ cười chỉ có sở nhạc nhi là thân mình có chút phát run trong mắt có chút kiêu ngạo có chút sợ hãi bất an cùng hưng phấn hai quả đấm nhỏ gát gao nắm lại nói đại ca những người đó đều là do mũi giết chết sao sở dương nói không sai chính là công lao của nhạc nhi hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát ánh mắt sắc mặt và phản ứng của tiểu nha đầu, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng, độc này, uy lực thật sự là cực lớn, mấy trăm thánh cấp cao thủ nếu liều mạng ẩu đà, thì thật sự không biết sẽ tạo thành hậu quả gì nhưng mình và sở nhạc nhi, hợp tác lại cứ như vậy mà vô thanh vô tức chết đi ở nơi này, độc công quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Thảo nào mà dễ học nhưng khó tinh, trong thiên hạ số người cả đời tu luyện độc, sử dụng độc giống như là cát trên sông lớn, không biết có bao nhiêu nhưng từ xưa đến nay, chân chính dĩ độc danh chấn thiên hạ cũng chỉ có một độc y vũ tuyệt thành mà thôi, hiện giờ lại có thêm một sở nhạc nhi nữa. Bọn họ đều là người xấu. Sở nhạc nhi thân hình có chút run rẩy nhưng trong mắt lại dần dần bình tĩnh lại nói, đại ca, ta giết bọn họ có đúng không? Sở dương gắt cao nắm lấy bắn tay nhỏ bé của nàng nói, đúng, rất đúng. Bởi vì, muội không giết bọn họ thì bọn họ liền giết chúng ta. Là nhạc nhi bảo vệ cho chúng ta. Sở nhạc nhi rốt cục vui vẻ nở nụ cười, mặt đầy kiêu ngạo dạ sắc rốt cục dừng tay lại sau đó tiện tay lăng không đánh ra một chảo một tiếng kêu sợ hãi vang lên rồi không biết từ chỗ có một người bị lôi lên ném vào người nọ kêu lên một tiếng sợ hãi rồi hai chân rơi xuống đất rừng trên lan hương viên cả người hắn run rẩy đặt mông ngồi dưới đất hai mắt hoảng sợ nhìn chung quanh một chút tựa như không rõ bản thân tại sao lại đến nơi này người này hiển nhiên là phàm nhân ở quanh đó chỉ là gặp tai ương bị dạ sắc lôi tới làm thí nghiệm sở dương trong mắt lộ ra vẻ giận dữ nói thật là hỗn trướng thật sự là không coi mạng người ra gì hắn muốn thử nghiệm thì tự bản thân tiến vào là được sao phải liên lụy đến người thường không biết võ công chứ mạnh siêu nhiên ảm đạm cười nói cửu đại gia tộc chưa từng coi người thường là con người mà sở dương trong mắt sát khí chợt lóe lên lúc này người nọ trong viện rốt cục đã tỉnh lại sợ hãi kêu một tiếng rồi té chạy mồm kêu to có quỷ có quỷ vừa chạy vừa ngã té xuống đồng thời đại tiểu tiện đã không khống chế được mà vãi ra đường bên ngoài dạ sắc cười lạnh một tiếng hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói không có độc rồi điểm này tất cả mọi người đều nhìn ra nên sắc mặt đều hết sức khó coi dạ sắc nói những lời này rõ ràng có ý chỉ trích các đại gia tộc đã quá mức lỗ mãng thạch thiên chiếu nói dạ sắc đại nhân chúng ta đã hao tổn quá lớn rồi tiếp theo dạ sắc đại nhân an bài cho hai nhà các ngươi tiến công đi diệp mộng sắc ảm đạm cười liếc mắt nhìn hắn một cái nói ngươi không tranh công nữa rồi Thạch Thiên Chiếu mặt đỏ lên rồi lại trắng xuống, không dám nói gì nữa. Mới vừa rồi bị độc chết nhiều người như vậy. Hiện tại lại có một vị trung đao thánh quân, hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó trong khi tránh chủ là Sở Dương còn chưa đi ra. Vạn nhất bên mình đi ra, Sở Dương còn chưa chết mà cả đám chết sạch rồi thì, dùng cái gì để đi tranh công đây? Quả thực là nói nhiều rồi, dạ thí vũ, ngươi dẫn người xông vào đi, dạ sắc nhàn nhạt phát lệnh. Dạ thí vũ thản nhiên nói, ta tu vi nông cạn, không thể đánh trận chiến lớn như vậy hay là nên ở bên ngoài xem thế nào đã trong lòng dạ thí vũ không biết làm sao lại có một loại ý niệm kỳ quái đó chính là rất không nên cùng sở dương là địch hơn nữa còn mơ hồ cảm giác được nếu đối địch với sở dương thì bản thân tất nhiên sẽ chết không nơi táng thân hiện giờ dạ sắc ở dạ gia tuy bối phận tôn sùng nhưng lại là vị trí chi thứ trong khi dạ thí vũ lại là dòng chính huyết mạch nên giờ thấy hắn cậy già lên mặt ra lệnh thì dạ thí vũ mượn đề tài để nói chuyện của mình ẩn núp ở một bên bên trong các đại gia tộc dòng chính huyết mạch và chi thứ địa vị rất khác biệt dạ sắc căn bản không có tư cách ra lệnh cho dạ thí vũ dạ sắc ánh mắt giận dữ nhưng cũng không nói thêm nữa mà quát to đi vào rồi vung tay lên nguồn chu yên phun vnd iệp mộng sắc đồng thời phất tay thở dài nói vốn định kết giao với vài người bạn tốt không nghĩ tới lại ầm ĩ rồi đến bây giờ đánh nhau diệp gia nhân cũng vọt tới đứng tại chỗ chỉ còn lại bảy tám vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ tự giữ thân phận ở, lại cùng đám dạ sắc, diệp mộng sắc, dạ thí vũ trong viện, đồng vô thương mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai đạo đao mang lợi hại từ trong mắt bắn ra đồng thời cười ha ha quát to, để cho ta trở thật khổ. rồi đột nhiên xoay người đi về phía trước, cảm giác như là một tòa núi lớn bắt đầu di chuyển, mặc đao của hắn vẫn cắm trên mặt đất, hắn cứ như vậy đi về phía trước, mặc đao kéo lê trên mặt đất tạo ra vết nứt dài thật sâu tựa hồ là theo đà lao lên của hắn đại địa đều bị nứt ra một khe hở vậy. Trong phút chốc, hắn đã vọt tới trước người một vị dạ gia bát phẩm thánh cấp cao thủ, Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, mặc đao bay lên trên không rồi như một đạo sét đánh màu đen nện xuống, người nọ hét lớn một tiếng rồi vung kiếm đón đỡ. Một tiếng va chạm thật lớn đinh tai nhức óc vang lên khiến cho mấy tên thánh cấp cao thủ bên cạnh định lao lên vây công bị một tiếng vang lớn này chấn động ngã lăn ra, từ miệng máu tươi điên cuồng phun ra đồng vô thương dĩ nhiên là dĩ sống dao nện xuống rồi một đao kia sau tiếng văng lớn này trường kiếm trong tay vị thánh cấp này dập nát tay phải cũng bị chấn động dập nát còn mặc đao của đồng vô thương lại không hề trở ngại vẫn từ trên cao đập xuống dưới sống đao hắn nện mạnh lên đầu người này bốp một tiếng tựa như là đập vào một khối đậu hủ cùng với tiếng bốp này toàn thân người này bị dập nát thân thể như bùn rũ xuống đồng vô thương hét lớn một tiếng mặc đao nhắc lên lúc này hắn lại dùng đao phong một đao chém ngang thế như hổ điên vọt vào đám người. Một đao này ra, bất kể đó là đối thủ nào đều đứt gân gãy xương bay ra ngoài, đao tiếp. Theo lại có ba người bị chặt đứt ngang người. Đồng vô thương xài bước đi về phía trước, chân dẫm vào biển máu. Dũng cảm uy mãnh, hắn thét dài, Cửu đại gia tộc chỉ có chút bổn sự ấy thôi sao. Đại đao đánh ra vù vù hóa thành một đạo gió xoáy màu đen, trong đám người tả sung hữu đột, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đến mức chỉ nghe thấy một mảnh âm thanh kêu la thảm thiết cao thủ dưới cửu phẩm thánh cấp chống lại vị trung đao thánh quân này, thậm chí ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, bị đao chém như thái dưa vậy. Sau một tiếng thét dài, chân đồng vô thương dẫm lên thi thể và máu tươi lại bắt đầu xảy bước đi về. Trên mặt đất đã tràn đầy máu, một cước đạp xuống máu tươi bắn ra mấy trượng. Mười mấy người xông vào đã bị hắn giết hết, trong phút chốc thây nằm đầy đất. Khi đồng vô thương vọt tới tận cùng bên trong thì đột nhiên xoay người một cái, mặc đao chỉ về phía trước, phía sau, hơn 40 người đang xông lại thấy hắn quay đao lại, thì không ngờ sợ tới mức lập tức dừng lại. Đám người phía sau đang lao lên không kịp dừng lại mà xô vào nhau. Đồng vô thương giơ đại đao chỉ về trước, mũi đao hơi rủ xuống, máu tươi nhỏ xuống thành dòng. Hắn chậm rãi cười lạnh thản nhiên nói, còn có ai không muốn sống chăng? Đối diện không ngờ lặng ngắt như tờ. Gần 100 người xông lại đã bị đồng vô thương giết hơn 50, còn lại hơn phân nửa. Xem ra, khéo lại không đến lượt chúng ta động thủ. Mặc lệ nhi mà có chút nóng lòng nói, những kẻ xông lại đa số đều là dưới bát phẩm, cao thủ chân tránh đến bây giờ còn chưa ra tay. Sở Dương nhìn ra ngoài cửa lớn, nơi xa xa có hơn 30 người đang đứng nói, kia mới là đối thủ chân chính. Nói cách khác, thời khắc nguy hiểm chân chính của chúng ta còn chưa tới. Mặc lệ nhi hít sâu một hơi nói, đồng vô thương từ trước đến nay lúc chiến đấu luôn có ta đi cùng, giờ phút này, ta rất muốn đi ra ngoài cùng hắn sóng vai chiến đấu. Sở Dương cười nói, nếu giờ ngươi đi ra ngoài thì ngược lại sẽ khiến hắn mất đi trí khí mạnh siêu nhiên gật đầu đồng ý nói hiện tại đồng vô thương đã xây dựng thành công hình tượng hào hùng khí khái một đao nơi tay ngàn quân lui tránh loại anh hùng khí khái này làm địch kinh sợ một kẻ nữ lưu như ngươi nếu lúc này đi ra ngoài sẽ khiến cho bên trong thiết huyết nhiễm nhu tình làm cho kẻ địch cảm thấy được như vậy đồng vô thương sao không thể không sợ mặc lệ nhi mà thở dài nói thì ra là thế đạo lý này mặc lệ nhi há có thể không hiểu nhưng bây giờ nhìn thấy đồng vô thương độc thân tác chiến nên trong lòng lo sợ giờ phút này, đồng vô thương đã lại sung phong. Tóc đen sau lưng phiêu khởi, mặc đao giống, như tia chớp màu đen lao về phía hơn 40 người đã tiến vào sân vọt tới. Tiếng kêu lại lập tức vang lên thành một mảnh. Sau ba lượt sung phong, không ngờ hắn đã đem những người này tàn sát sạch sẽ. Toàn bộ trong viện, tất cả đều là máu tươi. Quỷ dị là, bên ngoài còn lại 30 người, đây 30 người, mỗi một vị đều là thánh cấp cửu phẩm cao thủ nhưng đều không xông tới. Chỉ đứng trơ mắt nhìn đồng vô thương giết người. Nhân vật anh hùng như thế, giết đi thật sự là đáng tiếc. Diệp Mộng sắc tán thưởng nhìn đồng vô thương uy mãnh nói, nếu muốn chết cũng cần có cường giả chôn cùng. Dạ sắc hử lạnh một tiếng nói, ta sở dĩ ngăn không cho lên tiếp viện thật ra cũng không phải để cho những người này chôn cùng hắn. Lão phu không có loại tư tưởng nực cười này. Diệp Mộng sắc cả giận nói, vậy vì sao ngươi ngăn không cho ra tay? Nhụy khí. Dạ sắc thản nhiên nói, người này chính là Trung Đao Thánh Quân thất phẩm mọi người đều biết, đao kiếm song thánh có thể vượt cấp giết người. Thậm chí, vị thất phẩm trung đao thánh quân này vào lúc khí thế đến đỉnh, chiến ý dâng trào cho dù có thể giết chết một vị nhất phẩm trí tôn ta, cũng không lạ chút nào. Chương 1159, đã chết lại sống, sống lại chết. Đả tự bởi, Mộc Hà xa chuyện phun diệp mộng sắc nói, oa. Dạ sắc cười lạnh, phía trước, khí thế của hắn đã thành, khí thế như cầu vồng. Tại thời khắc này cho dù ta đây là tam phẩm trí tôn đi lên, muốn bắt hắn cũng cần trả giá một ít, còn về đám cửu phẩm thánh cấp này đi lên thì sẽ bị hắn giết hết, tuyệt đối không có ai may mắn thoát khỏi, cho nên, lúc này nên đưa những người này lên cho hắn giết, cho hắn giết đủ đi. Giết đủ rồi mà chúng ta không vào thì hắn tự nhiên sẽ nghỉ ngơi, một khi nghỉ ngơi thì nhuệ khí này sẽ không còn nữa rồi." Dạ Sắc thản nhiên nói, khi đó, chỉ cần vài vị cửu phẩm thánh cấp đi lên là có thể bắt được hắn. Diệp Mộng Sắc có chút nghẹn họng nhìn hắn chân chối nói, Người nghĩ như vậy hả?" ngươi thật không là vì anh hùng tiếc anh hùng anh hùng cái rắm dạ sắc thô lỗ nói anh hùng đều bị chết rất sớm diệp mộng sắc lập tức tức không nói ra lời ngươi cứ như vậy tùy ý để những người này chết ở dưới đao của hắn là vì tiêu ma nhuệ khí mà ngươi cũng biết rất rõ ràng nếu ngươi ra tay thì ngay cả phải trả giá thì cái giá cũng nhỏ bé là có thể bắt được hắn nhưng ngươi vì không muốn trả một cái giá nhỏ bé mà để cho một trăm người chết ở trong tay người khác dạ sắc thờ ơ nói diệp công tử ở đây ta cho ngươi một lời khuyên. Tư chất của ngươi rất tốt nhưng ở Diệp Gia, ngươi cũng chỉ là tam công tử mà không phải đại công tử. Cái này ngoài lý do thứ tự sinh trước sau, và tuổi ngươi còn nhỏ ra thì cái thứ hai, quan trọng nhất là ngươi không có cái khí độ của thượng vị giả. Diệp Mộng sắc giận quá hóa cười nói, cái gì là khí độ của thượng vị giả? Khí độ thượng vị giả chính là cho dù phải tâm ngoan thủ lạt, nên lợi dụng thì sẽ lợi dụng, nên vứt bỏ sẽ vứt bỏ. Dạ sắc dậy bảo nói, ở thời khắc mấu chốt, bỏ đi 100 người, một ngàn người mà bảo toàn một người người này có bị giá trị bảo toàn nói ví dụ như hiện tại trong tình huống này chính là ta ta là trí tôn tam phẩm một chút tổn thương đối với ta mà nói không đáng nhắc đến nhưng nếu kẻ địch thế đại vào thời khắc mấu chốt ta có thể đi có thể truyền đạt tin tức có thể bao quát cả hai mặt có thể còn sống trở về đem tin tức mà gia tộc yêu cầu mang về nếu ta vì muốn bảo hộ bọn họ mà bị thương thì thì có thể sẽ bị dính vào bên trong một lưới bắt hết Gia tộc chẳng hay biết gì, thành oan án. Một điểm tổn thương nhỏ nhưng có thể tạo thành kết quả như vậy, hoàn toàn bất đồng. Dạ Sắc thản nhiên nói, cho nên ta thà trả giá mạng hơn 100 người, chứ sẽ không dùng bản thân đi lên đối cứng với một vị đao thánh có nhuệ khí đã thành, vô kiên bất tồi. Đó là ngu xuẩn." Dạ Sắc nhìn Diệp Mộng Sắc nói, "Diệp thiếu chủ, khuyết điểm lớn nhất của ngươi đó chính là trọng tình trọng nghĩa." Diệp Mộng Sắc cắn chặt răng muốn mắng hắn, nhưng chẳng biết tại sao lại cúi đầu xuống tự hỏi trọng tình trọng nghĩa là sai sao, đồng vô thương đã giết hết người rồi, lúc này đang chống đao đứng ở giữa sân lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Hô hấp của hắn đã chậm rãi bình tĩnh lại. Trong lúc đó, có không ít người nóng lòng muốn thử, hai mắt đỏ bừng muốn giết chết đại cừu nhân này nhưng đều bị dạ sắc ngăn cản. Lúc này, ta muốn cho hắn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, hô hấp vững vàng rồi. Bề ngoài nhìn lại thì chính là đã hết mệt mỏi, nhưng thực ra là nhuệ khí mất sạch rồi. Giao chiến tại tầng, cấp này khí thế rất quan trọng một lát sau hô hấp của đồng vô thương rốt cục đã vững vàng nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được loại khí thế vô kiên bất tồi trên người hắn giờ phút này đã biến mất rồi dạ sắc hai tay chắp sau lưng cẩn thận nhìn đồng vô thương thản nhiên nói tất cả cử phẩm thánh cấp đồng loạt ra tay chém giết đồng vô thương lão phu cho các ngươi áp trận tự tay đi bắt giết sở dương cùng mạnh siêu nhiên mọi người dạ một tiếng rồi lao lên phía trước đúng lúc này đột nhiên có một biến cố xảy ra một thân ảnh cả người là máu lặng yên đứng lên, ở phía sau mọi người mà đột ngột hạ sát thủ. Sau vài tiếng kêu thảm thiết mọi người mới kinh ngạc xoay người lại. Chỉ thấy trước mặt có một người, mặt và đầu cổ đầy máu đen, trong tay cầm một thanh đoản kiếm lúc này đang rút từ ngực một vị cửu phẩm thánh cấp ra, rồi lại đâm vào ngực người vừa mới kinh ngạc xoay người lại. Nhìn thấy mọi người quay đầu lại xem, người này lên tiếng cười to, ngao ô. Các ngươi thật khở, ta giết thật sự sảng khoái oa ha ha ha. Mọi người trong lúc nhất thời tức giận đến bể phổi nhuế bất thông. Hỗn đàn này thì ra không chết, dĩ nhiên là giả chết, cho dù giả chết thì lại có năm vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ bị hủy ở trong tay hắn. Lẽ ra, thánh cấp cao thủ trên cơ bản đều có năng lực tự chữa thương nhất định, nhất là gặp phải kẻ địch có phẩm cấp thấp hơn thì thương tổn cơ bản sẽ không một kích mất mạng. Nhưng không biết làm sao mà phàm là bị tiểu tử này đánh lén đều chết oan chết uổng. Mọi người lòng tràn đầy nghẹn khuất, không ngờ lúc không ai dành chú ý tới nhuế bất thông đã ra tay và không phải là thánh cấp ngũ phẩm lúc trước nữa mà đã biến thành thánh cấp thất phẩm nhuế bất thông cản rỡ cười to nói một đám ngu ngốc ha ha dĩ nhiên cứ như vậy buông tha ta nhìn thấy lão tử ngã xuống liền cho rằng đã chết sao lúc đối địch sợ ý như vậy đúng là cửu đại gia tộc oa ha ha thật sự là buồn cười chết ta mọi người trong lúc nhất thời trong lòng hỗn độn chẳng lẽ thật sự là như thế đám tham dự vây công nhuế bất thông cơ bản đã chết sạch sẽ rồi giờ phút này không có người đối chất nữa phế vật dạ sắc cũng tức giận mắng to một tiếng rồi thân hình chợt lóe lên hắn đi đến trước người một vị cửu phẩm thánh cấp đột tử rồi vung tay lên lồng ngực của vị thánh cấp này lập tức bị mở ra khi nhìn thấy thương thế bên trong dạ sắc cũng không nhịn không được hít sâu một hơi lãnh khí chỉ thấy tim vị cửu phẩm thánh cấp này đã biến thành cho giống như là bị đại hỏa đốt cháy vậy dạ sắc đứng dậy đồng tử co lại nhìn nhuế bất thông hỏi ngươi luyện công phu gì thế hỏa diễm công pháp dạ sắc cũng biết vài loại mà làm cho thấp giai cao thủ đánh lén cao giai còn có thể đốt cháy bên trong, bề ngoài không nhìn ra thật đúng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nhuế bất thông tựa như đang muốn rút chân chạy trốn, nhưng nghe hỏi vậy thì cười nói, sao thế? Ta lợi hại không? Ngươi nhìn xem có phải có chút quen mắt hay không? Có muốn học hay không? Ân! Có muốn học hay không? Hắn càn rỡ cười lớn một tiếng, muốn học thì liền quỳ xuống dập đầu bái ta làm thầy, lão tử tự nhiên sẽ dạy cho ngươi một thân công phu đủ để tung hoành thiên hạ cho ngươi trung thân được lợi. Đến đây đi, đến đây đi đồ nhi, vi sư ở chỗ này chờ gặp ngươi. Hắn đứng thẳng lưng ưỡn bụng bộ dạng như vậy tựa như đã thành lão sư của dạ. Sắc vậy, cư nhiên lại còn móc ra một khối tử tinh cầm ở trong tay nói, vi sư ngay cả lễ gặp mặt cũng đã chuẩn bị xong rồi. Dạ sắc trong mắt sát khí đại thịnh, đột nhiên người nhảy dựng lên lấy tốc độ xét đánh lao tới chỗ nhuế bất thông, rồi hung hãng đánh một trưởng về phía ngực hắn. Nhuế bất thông quát to một tiếng rồi liều mạng đem đoàn kiếm đâm ra phía trước, bốp một tiếng, đoàn kiếm đã bị bẻ gãy. Nhuế bất thông toàn thân gãy nát bay ra ngoài. Trên không trung máu tươi phun ra, ngay cả nội tạng tan nát, sau khi bay ra xa hơn 10 trượng mới rớt xuống mặt đất quay cuồng hai cái, rồi bất động. Cả người cơ hồ đã bị đánh nát. Lần này nếu ngươi còn sống thêm được, lão tử sẽ kêu ngươi là cha. Dạ sắc hừ lạnh một tiếng, rút bàn tay về ống tay áo quát lạnh nói, lên, giết đồng vô thương. Tất cả mọi người đều có chút cảm giác buồn cười, ngươi là một vị tam phẩm trí tôn, đã toàn lực ra tay đem người ta đánh nát rồi làm sao còn có thể sống lại được đây mọi người lúc này mới điên cuồng hét lên một tiếng rồi phóng đi đối diện đồng vô thương đột nhiên đứng lên không chút né tránh đón đầu lao đến chỉ có diệp mộng sắc là có chút kinh ngạc nhìn nhuế bất thông toàn thân dập nát mà thầm nghĩ vừa rồi trong tay hắn cũng có một thanh đoàn kiếm hiện tại là sao quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ở chỗ nhuế bất thông cũng có một thanh đoàn kiếm đã bị cắt thành hai đoạn thì ra hắn có hai thanh thần binh lợi khí như vậy Diệp Mộng sắc lẩm bẩm nói. Bên kia, đã giống như thiên lôi chống lại địa hỏa. Dạ sắc đoán không sai, Đồng Vô Thương chỉ là một tiếng chống làm hăng hái tinh thần lao tới, sau khi trải qua một lúc nghi ngơi, tuy thể lực đã khôi phục nhưng nhuệ khí đã tan mất. Giờ phút này tuy rằng vẫn uy mãnh như trước nhưng thân giống như hãm vào vũng bùn, có chút ứng phó không được. Dù sao, đám người này vô luận là ai đều cao hơn hắn hay phẩm, đều là cửu phẩm thánh cấp A, sau khi đi lên chém ra hai cái thì lập tức lâm vào khổ chiến. Một tiếng thét dài. Một đạo kiếm ý đột nhiên tràn ngập trên không trung. Nó giống như vương giả buông xuống, thiên hạ phủ phục. Từng tiếng lượng kiếm ngân vang ngang trời xuất thế. Uy vũ đường hoàng, rung động trời cao. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chấm c, o, mở cùng thòi khắc đó tất cả kẻ dùng kiếm. Trường kiếm trong tay không thể khống chế nổi, đều phát ra một tiếng kiếm ngân vang. Tựa hồ, như thảo dân hèn mọn đột nhiên gặp vương giả nên bái phục sát đất làm đại lễ. Tuy nhiên trường đao của đồng vô thương lại không bị ảnh hưởng, bắt lấy cơ hội này, đại đao triển khai chém ra một trận mãnh liệt. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tất cả cao thủ làm sao có thể dự đoán được nơi này, không chỉ có một vị trung đao thánh quân, mà cư nhiên còn có một vị kiếm trung thánh quân. Giờ khắc này đều vội vàng không kịp chuẩn bị, nên bị đồng vô thương một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chém, bay ba tên cửu phẩm thánh cấp, một đạo kiếm quang, huy hoàng sáng lạn từ trong phòng bay ra tựa như một đạo cầu vòng kinh thiên chợt lóe lên rồi lao vào trong đám người đang hỗn chiến sát 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 vài tiếng vang vài vị thánh cấp cao thủ đã bị kiếm quang chặt đứt kiếm quang xoay quanh một vòng rồi rốt cục hạ xuống mọi người lui ra phía sau một bước nhìn chăm chú vào chỉ thấy một thiếu niên trong tay cầm trường kiếm hắc như mực mặt mỉm cười tao nhã đứng ở trước mặt mọi người trên tay hắn mũi kiếm hay còn đầm đìa máu tươi nhỏ giọt sở dương tất cả mọi người đều chấn động trong lúc nhất thời, ít ai dám tin tưởng vào mắt mình, Sở Dương, hắn không phải là quân cấp nhất phẩm sao? Sao đã thành kiếm trung thánh quân rồi? Sở Dương nhàn nhạt cười nói, chính là tại hạ, xin chào các vị hữu, hiếm thấy trong một buổi sáng sớm lại có nhiều khách đến vậy, thật sự là thịnh tình đáng khen. Đến làm khách, nhìn máu đen đầy đất, khắp nơi ngổn ngang thi thể, chân tay đứt cụt, mọi người trong lúc nhất thời đều không biết nói gì. Sở Dương, thì ra ngươi là kiếm trung thánh quân. Hảo hảo hảo. Nhiều người như vậy đều bị ngươi lừa rồi Ngươi ẩn giấu thực lực lâu như thế là vì cớ gì Dạ sắc nhịn không được có chút cùng nộ hỏi Sao sở dương đột nhiên lại thành kiếm trung thánh quân Điều này làm hắn rất kỳ quái Chương 1160 Mau kêu cha đi Đã tự bởi Diệp Linh Yên Mộc Hà sa chuyện phun tất cả mọi người có chút kinh ngạc khó hiểu Sở dương có tu vi quân cấp Cái này chính Pháp Tôn Đại Nhân cũng từng khẳng định qua Hiện giờ Hắn đột nhiên liền biến thành kiếm trung thánh quân Loại tăng tốc này cũng thật là có chút không thể tưởng tượng được. Bản thân mình nhìn lầm, cũng không lạ nhưng chẳng lẽ pháp tôn đại nhân cũng có thể nhìn lầm hay sao? Liền tại lúc này, câu hỏi của Dạ Sắc truyền đến, ngươi ẩn giấu thực lực lâu như thế là vì cớ gì? Mọi người lập tức cảnh giác, Sở Dương này ẩn nhẫn như thế, tính toán rất lớn. Sở Dương ảm đạm cười nói, ta ẩn giấu thực lực, đó là vì tại thời điểm này ta không muốn bị giết. Dạ Sắc, mấy trăm người các ngươi tiến đến, cư nhiên lại còn trách ta ẩn giấu thực lực. Ngươi, thật quá đáng. Dạ sắc đỏ mặt đang muốn nói gì thì lại nghe sở dương nói, ngươi năm nay đã mấy ngàn tuổi rồi. Theo lý mà nói, cho dù ngươi không có nhận thức thì cũng nên có điểm kiến thức, cho dù ngay cả kiến thức cũng không có thì cũng nên hiểu được kiến thức cơ bản chứ. Loại vấn đề này, trong lúc hai quân đối chọi, tại lúc chiến đấu sinh tử mà lại hỏi điều này, ta không thể không nói. Ngươi sống mấy ngàn năm, mặc dù có tu vi trí tôn nhưng con mẹ nó, đầu óc như cho ấy. Các ngươi rõ ràng muốn giết ta, ta còn phải bại lộ thực lực ở trước mặt các ngươi. Thật là tức cười. Cửa mở ra, ngoại trừ mạnh siêu nhiên và mạc khinh vũ, dựa theo kế hoạch an bài ở lại trong phòng còn những người khác đều đi ra. Ô thiến thiến, mặc lệ nhi và sở nhạc nhi, ba viên nữ tướng. Hai mặc hắc y như mực, một bạch y như tuyết. Sở nhạc nhi ở cùng tử tà tình, thời gian dài như vậy nên quả nhiên là gần mực thì đen, rất thích quần áo màu trắng. Sở dương mua cho nàng vô số quần áo màu sắc rực rỡ, nhưng lại một mực không để vào mắt làm cho vị đại ca sở dương, kia có chút sức đầu mẻ chán mà không thể làm gì được. Bây giờ đối phương vốn có 30 vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ, nay chỉ còn lại có 18 vị mà bên này sở dương có vẻ mới chỉ tổn thất, có một nhuế bất thông. Dạ sắc hung hăng gật đầu, ánh mắt lộ ra hung quang nói, hảo hảo, hảo, quả nhiên là một kẻ nhanh mùng nhanh miệng. Sở dương, chỉ tiếc là, cho dù ngươi là quân cấp nhất phẩm cũng tốt, kiếm trung thánh quân cũng thế. Hôm nay, đều khó thoát khỏi cái chết, sau đó vung tay lên quát to, lên, đem vài người này bắt lấy, sống chết bất luận. Hắn ra lệnh một tiếng, 18 vị thánh cấp cửu phẩm đồng thời vọt lên. Thời điểm sở dương đang nói chuyện, thân mình hắn nhìn như đang đi dạo vậy, bộ dáng hết sức trào phúng nhưng thực ra sớm đã tính sẵn khoảng cách cùng phương hướng. Giờ phút này vừa thấy kẻ địch xông lên hắn gọn gàng xoay người một cái. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn chạy trốn thì thân ảnh sở dương, như quỷ mị biến hóa vài cái rồi lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh, ngay sau đó một đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên nổ mạnh trên không trung, và vị trí dĩ nhiên là ở cạnh Thạch Thiên Chiếu. Thạch gia nhân lập tức cảm thấy không ổn nhưng đã chậm. Thạch Thiên Chiếu vốn đứng rất xa, chỉ huy cuộc chiến nhưng Sở Dương lại tìm hắn đầu tiên. Khi thấy kiếm quang chớp động ở trước mắt, thì Sở Dương đã chỉ còn cách hắn có không đến bốn trượng. Thạch Thiên Chiếu không nghĩ tới, bản thân đã chọn một vị trí an toàn nhất rồi, mà kẻ địch lại đi tìm hắn đầu tiên, dưới sự kinh hãi hắn. Vội xoay người định chạy trốn, Dĩ nhiên ngay cả chống đỡ một chiêu cũng không dám. Nếu hắn toàn lực chống đỡ, tuy không phải là đối thủ của Sở Dương, nhưng nhiều ít cũng có thể kéo dài được chút thời gian, cũng không lập tức chết đi, nhưng hắn lại muốn ỉ vào thân pháp gia truyền thần diệu của Thạch gia để tránh đi một mạng. Tuy nhiên hắn lại không biết vị Diêm Vương gia Sở Dương này, bình sinh đắc ý nhất chính là thân pháp. Hơn nữa, toàn bộ tuyệt học của Thạch gia Sở Dương đều biết nên chỉ thấy kiếm quang chợt lóe lên, Sở Dương đã trực tiếp đứng chắn trước mặt hắn đồng thời hét lớn một tiếng trưởng tâm thi cốt như sơn cao trong lòng bàn tay thi cốt như núi cao bịch một tiếng kiếm quang bùng nổ kiếm quang sáng lạn biến thành một cái bàn tay thật lớn đánh tới vẻ mặt đang kinh hoàng của thạch thiên chiếu suy suy vài tiếng thạch thiên chiếu kêu thảm một tiếng cửu ta a à, lời còn chưa dứt tứ chi đã ly thể mà đi kế tiếp đó một cái sọ to cũng bay lên quay tròn giữa không trung thạch gia còn lại bốn vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ vào giờ khắc này bọn họ như bị xét đánh bi phẫn giống to thiếu gia. Tuy nhiên sở dương đã lạnh lùng vung kiếm quang nghênh diện tiến lên nói, đừng kêu thiếu gia các ngươi nữa, giờ phút này hắn đang trên đường xuống hoàng tuyền. Nếu thực sự muốn hiệu chung với hắn thì nhanh vung kiếm tự vẫn xuống mà hầu hạ đi. Bốn người hét lớn một tiếng, đồng thời lao tới sở dương. Trong lan hương viên, đại chiến lập tức nổ ra. Ô thiến thiến, đồng vô thương, sở nhạc nhi, mặc lệ nhi, bốn người bị 14 cửu phẩm thánh cấp vây công điên cuồng hạ sát thủ. Đồng vô thương cầm mặc đao như rồng dốc hết sức ngăn trở, sở nhạc nhi vốn không nên đi ra nhưng lúc mặc lệ nhi cùng ô thiến thiến đi ra tiểu nha đầu này cũng lặng lẽ theo ra giờ phút này đang bị một kẻ địch công kích đến tình thế cực kỳ nguy hiểm dạ sắc kêu lên pháp tôn đại nhân đã phân phó hai tiểu nữ oa này tạm thời chưa cần giết muốn bắt sống một vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ xem chuẩn rồi thiện nghi thừa dịp sở nhạc nhi đang chật vật trốn tránh mà thình lình vươn bàn tay to ra vừa lúc chộp vào vai sở nhạc nhi Đồng thời nhe răng cười nói, "Tiểu nha đầu, ngươi lại đây cho ta nào." A, à. đột nhiên, sắc mặt vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ này thảm biến, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu xanh lét, bàn tay cũng từ vai Sở Nhạc Nhi buông ra, Sở Nhạc Nhi nhân cơ hội này chạy thoát ra ngoài. Tên cửu phẩm thánh cấp cao thủ phía sau nhìn thấy thân thể đồng bọn đột nhiên cứng đờ, thì vội lắc mình lao lại vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Ngươi làm cái quỷ gì đấy, sao lại đứng bất động?" Tuy nhiên một câu chưa nói xong thì hắn đã hét lên a à một tiếng rồi đứng yên tại chỗ, sắc mặt cũng trở nên xanh lét và đứng yên bất động. Sở nhạc nhi sở dĩ dám đi ra là, bởi vì trên người nàng lúc này dày đặc độc công, hơn nữa còn đem nhân diện thải hồng chi chu độc đan chi lực vận ra mặt, ngoài thân thể. Loại độc chất này, ngay cả tu vi sở nhạc nhi bây giờ cũng chưa thể bước ra bên ngoài cơ thể được, xem như độc công cường đại nhất của nàng bây giờ. Khi người nọ chụp mạnh vào đầu vai nàng, hắn lập tức trúng độc cả người cứng ngắc. Tên khác chạy lại vỗ vào đầu vai hắn cũng trúng độc theo bóng người chợt lóe lên, ô thiến thía một thân hắc y đang tả thiểm hữu chúng muốn chạy đến chiếu cố, cho sở nhạc nhi, thì nhìn thấy hai người này đứng bất động bèn không chút nghĩ ngợi tặng cho một kiếm. soạt một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe, hai cái đầu quay tròn rồi bay lên giữa không trung. Ô thiến thiến giật bắn mình, cô cũng không phải là chưa từng giết người, ngược lại còn giết người không ít, nhưng điều làm cho nàng kinh ngạc là, một kiếm này chém ra nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt hai người này tựa như giật giật, nhưng hoàn toàn không né tránh, bản thân một kiếm chém ra lại biêu đầu hai vị cửu phẩm thánh cấp, bản thân mình trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào. Sở nhạc nhi kinh hồn chưa định, nay nhìn thấy ô thiến thiến thần uy lẫm lẫm, một kiếm giết chết hai vị cửu phẩm thánh cấp thì không khỏi vỗ tay mừng rỡ kêu lên, thiến thiến tỷ thật là có bản lãnh. Ô thiến thiến kinh ngạc gần như muốn vò đầu, miễn cưỡng khống chế bản thân, giữ chặt tay sở nhạc nhi rồi lắc mình thối lui sang một bên. Lúc này ở giữa sân, đồng vô thương đột nhiên thét dài một tiếng, mặc đao cuồn cuộn hóa thành hắc lãng ngập trời trực tiếp triển khai nhân đao hợp nhất bắt đầu liều mạng sở dương hét lớn một tiếng kiếm hạ huyết bạc lãng phiên đào dưới kiếm sông máu nổi ba đào rồi trường kiếm như ngân long phóng lên trên không trung cuồn cuộn vọt tới trước tiếp theo một tiếng hồng trần bổn thị vô tình đạo trong bốn vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ của thạch gia thì có hai người đồng thời kêu thảm thiết rồi thân thể bị chém thành huyết vũ đầy trời nhưng trên người sở dương cũng có thêm vài vết thương lúc này áp lực đè lên đồng vô thương càng lúc càng lớn sau khi trực tiếp triển khai nhân đao hợp nhất ở trong mặc lãng cuồn cuộn chỉ thấy đột nhiên có người kêu lên sợ hãi rồi lập tức im bặt mặc đao của đồng vô thương đã chém tới thịt nát thành tương ngay sau đó phía khác có vài người cũng kêu lên và bị đồng vô thương sử dụng mặc đao trực tiếp chém nát đồng vô thương sử dụng một chiêu nhân đao hợp nhất lại liên tục chém giết 6 vị thánh cấp cửu phẩm cao thủ khiến áp lực bốn phía đại giảm 18 vị thánh cấp cửu phẩm cao thủ sau một lần đối mặt đã còn lại có 8, chuyện này làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được ngay cả đồng vô thương cũng buồn bực gần như muốn ngất đi mình rất mạnh sao đồng vô thương cũng không tự coi nhẹ mình nhưng nhưng cũng không mạnh đến mức này chứ bản thân mạnh mẽ đến loại tình trạng này sao ở trong lúc sinh tử quyết chiến bản thân mình không ngờ không tốn chút sức nào liên tục chém giết sáu vị cửu phẩm thánh cấp vậy đám cửu phẩm thánh cấp này chẳng lẽ đều củ cải trắng giữa sân tĩnh lặng một chút dạ sắc cũng thật không ngờ giờ phút này, dạ sắc cũng diệp mộng sắc, ra các trường trường, ba người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể nào. Đối diện cho dù đó là đao kiếm song thánh, nhưng người bên mình dù sao cũng là thánh cấp cửu phẩm A. 18 tên cửu phẩm thánh cấp đối chiến với hai thất phẩm đao thánh, kiếm thánh mà lại như gió cuốn mây tan mất đi 10 người. Sao có thể như vậy chứ, nhưng sự vẫn hiển hiện trước mắt, vẫn không thể phủ nhận được, còn lại 8 người kinh hồn chưa định nuôi về. Nhìn một đống thi thể hỗn độn giữa sân, mà kẻ nào kẻ nấy hít sâu một hơi lãnh khí, lạnh cả người, trong lòng đột nhiên nổi lên sự sợ hãi. Nếu trong lúc chiến đấu bị giết chết thì cũng không ai sợ hãi, nhưng chết không minh bạch như vậy, mà rõ ràng là không phải bị trúng độc, điều đó làm cho người ta rất khó hiểu. Tất cả đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được, đây là có chuyện. Gì xảy ra vậy? Dạ sắc nhíu mày sải bước đi lên phía trước vài bước hung hăng nhìn Sở Dương, hỏi. Sở Dương nhún nhún vai nói, có quỷ mới biết được sao bọn họ lại như thế này nói không chừng bọn họ đã sống quá lâu đã chán ghét trốn hồng trần thế tục này rồi nói xong sở diêm vương nói đại thiện bởi vì cái gọi là hồng trần vốn là vô tình đạo sớm giải thoát đi là điều tốt nguyên lai like một kiếm của ta giống như tiếng chuông chiều thức tỉnh khát vọng trong lòng bọn họ khiến bọn họ mỉm cười chịu chết chính là khám phá sinh tử đắc chứng đại đạo rồi a dạ sắc thức giận gần như vẹo mũi đây là kiểu nói gì chứ liền lúc này đột nhiên lại có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên Dạ sắc nhìn lại thì thấy trong số 8 vị cửu phẩm thánh cấp còn sót lại, đầu bốn người đang, từ trên cổ nhảy dựng lên đồng thời bốn đạo cột máu vọt lê giữa không trung, lại bị chém rớt đầu. Ở phía sau bọn họ, một người toàn thân máu đen cầm trong tay đoàn kiếm cười hì hì nhìn mình nói, ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta sống lại thì ngươi sẽ gọi ta cha sao? Kêu cha đi!